Phật Pháp ứng dụng. Con kính mời Thầy an tọa, kính mời Chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng cùng an tọa. Kính bạch Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa toàn thể đại chúng. Hiện diện trên pháp tòa là Thầy Giảng Sư Thích Phước Tiến, hiện đang trụ trì tại Chùa Nhị Mỹ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. Nhân chuyến du hóa tại Hoa Kỳ lần này, Thầy đã thuyết pháp tại rất nhiều thành phố. Ở các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ và miền Bắc Hoa Kỳ, ở Boston, Massachusetts, Philadelphia, Pennsylvania, College Park, Tacoma Park ở Maryland, Fawn Church, Arlington in Virginia, tiểu bang Chicago, Seattle, Washington State, tiểu bang miền Bắc Hoa Kỳ, San Jose, miền Bắc California, và hôm nay Thầy đã trở lại miền Nam California. Sau khi các Phật tử tại Orange County được có duyên lành nghe các bài giảng của Thầy do Hội Phật học Đức Tuệ phổ biến, phần đông những vị này đã yêu cầu Hội Phật học thỉnh Thầy về để thuyết pháp. Và Đức Tuệ của chúng con đã đáp lời thỉnh cầu này. Hôm nay đầy đủ duyên lành, Thầy đã nhận lời mời của Hội Phật học Đức Tuệ quang lâm về hội trường này, ban giảng cho chúng con những lời pháp nhũ vô cùng quý báu với chủ đề tình người tâm Phật, để chúng con lấy đó làm hành trang và tư lương trên bước đường tu học và giải thoát. Trước khi đạo hữu Minh Đức đại diện cho Hội Phật học Đức Tuệ có đôi lời thưa thỉnh cùng giảng sư, Chư Tôn Đức và các đại chúng, kính thỉnh toàn thể đạo tràng đảnh lễ Thầy giảng sư bằng một tràng pháo tay với đầy lòng biết ơn và cung kính. Kính thưa Đại Đức Đồng Sư, kính thưa quý vị Đại Đức Tăng Ni, Đại Đức đã dành thì giờ quý báu để tới hội trường ngày hôm nay ban cho chúng con một thời pháp. Chúng con thứ nhất là nói về cái đề tài mà Đại Đức sẽ thuyết giảng là tình người tâm Phật. Thì đề tài này theo con nó rất là phổ quát và gần gũi với mọi người Phật tử, không chỉ riêng gì ở đây mà còn là ở mọi nơi khác. Để xứng đáng mang danh là người con Phật, chúng ta tự hỏi mình rằng mình phải ứng xử làm sao cho thân hòa đồng chú, khẩu hòa vô tranh với anh em trong một gia đình huyết thống cũng như trong gia đình tâm linh của mình. Một tấm lòng bao dung, tha thứ và buông xả trong mọi hoàn cảnh bất như ý của cuộc đời. Vì tình cảm của con người thì rất là vô thường, thay đổi khi vui lúc buồn, nay thương mai ghét, như trời đất nắng sáng chiều mưa. Thì tránh sao khỏi cảnh đổ vỡ bất hòa để đưa tới cảnh chia lìa, anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Tuy nhiên trong con người tình cảm nhiều đa đoan và hệ lụy này còn chứa một tâm Phật trong sáng, khoan dung và độ lượng. Tâm Phật thanh tịnh tợ lưu ly, trí Phật sáng ngời như trong sáng. Phật ở thế gian thường cứu độ, tâm Phật không đâu không từ bi. Vì những mâu thuẫn nội tại giữa tình người và tâm Phật nêu trên, chúng con xin Đại Đức ban cho đại chúng một bài pháp hầu có thể giải tỏa được những tình cảm có tính cách tiêu cực của mình, của tình người mà
đi theo con đường khoan dung độ lượng và từ bi của Tông Phật. Chúng con kính xin đại đức bắt đầu buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. A Di Đà Phật. Trước khi vào buổi nói chuyện hôm nay, cung thỉnh toàn thể đạo tràng khởi thành niệm Phật cầu nguyện được. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử, kính thưa các vị trong phụ trách của Hội Phật Học Đức Tuệ, trước hết là chúng tôi cũng xin chân thành tri ân ban tổ chức trong Hội Phật Học Đức Tuệ đã dành nhiều thời giờ, nhiều tình cảm ưu ái, sự chiếu cố đến chúng tôi để tạo duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và xin chân thành gửi lời cầu chúc sức khỏe và an lành nhất đến với toàn thể chúng hội có mặt trong hội trường hôm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, như lời giới thiệu hồi nãy của cô dì ban đầu, giới thiệu tôi là ở Vĩnh Long, các vị biết là đồng bằng sông Cửu Long. Vậy mấy cái điều này tôi không có hiểu là các vị thông cảm, bởi vì tôi vốn là lúa đầy người cho nên là đó giờ cũng có xài cái này cái kia, nhưng mà những cái hiện đại như thế này thì tôi chưa được xài đến, cho nên cái gì mình chưa xài có nghĩa là không có biết. Thỉnh thoảng chúng tôi đi qua tới Hoa Kỳ đây thì có những điều chúng tôi cảm thấy mình giống như tư ếch đi Sài Gòn. Dạ, hai lúa qua Mỹ. Xin thưa với các vị, hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được đến nơi này tiếp chuyện với các vị. Chúng tôi may mắn đã trải dài trên 5 tiểu bang và chúng tôi lang thang đến cái vùng của Santa Ana này. Thì có cái buổi tiếp chuyện hôm qua tại chùa Pháp Hoa, và hôm nay thì chúng tôi được ở tiếp chuyện với các vị tại đạo tràng của Hội Phật Học Đức Tuệ. Có sự hiện diện của các vị đông đủ đã làm ấm cúng trong hội trường, và điều đó đã khích lệ cho chúng tôi trong buổi nói chuyện hôm nay. Xin thưa các vị, với cái đề tài hồi nãy ban tổ chức có giới thiệu tình người tâm Phật, thì chúng ta thấy Hội Phật Học Đức Tuệ của chúng ta đó là biểu trưng cho một phương diện rất là đặc thù của Phật giáo. Đó là gì? Trí tuệ. Đức tuệ là ánh sáng, ngọn đuốc trí tuệ, tức là những cái không thể thiếu cho vấn đề tu học và cũng như thành Phật. Nhưng bên cạnh đó, nếu chỉ một phương diện trí tuệ không thì chưa đủ, mà trong đạo Phật nó mang cái ý nghĩa là bi trí song hành. Bi trí song hành tức là giống như là một con người cần phải có một đôi chân. Thật sự một chân cũng có thể đi được, nhưng một đôi chân thì nó mới vững vàng. Vì vậy ở phương diện này chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả các vị với đề tài tình người tâm Phật, để chúng ta hình dung được rằng từ bi là một mảng đề rất là quan trọng. Nhưng nhân tố nào để kết nối lên, để hình thành lên, để dung bồi lên đức tính từ bi, đây là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Khi nói đến từ bi của đạo Phật, chúng ta thấy rất là quen thuộc, rất là gần gũi với chúng ta. Nhưng làm sao để cái từ bi này có thể sống được, thực hiện được, và nó biểu hiện như thế nào, đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Xin thưa với các vị, tình người là một nhân tố rất quan trọng để hình thành nên đức tính từ bi.
Nếu nói được hai chữ từ bi mà chúng ta không có tình người, tức là không sử dụng trong ở mức độ của một cuộc sống tương đối này, thì từ bi chúng ta chỉ là hư thuyết. Và vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng đạo Phật không mang nghĩa hư thuyết. Đạo Phật rất thực trên cuộc đời này. Đạo Phật không phải là một cái hình thức học thuyết và một phương pháp để đưa đến cho con người tu để trở thành gỗ đá. Các vị nhớ kỹ như vậy, tu để trở thành gỗ đá ở đây không được thừa nhận trong học thuyết của đạo Phật. Vì vậy các vị trước kia các vị từng có nghe quý thầy giảng mà kể qua cái câu chuyện mà bà già đốt am. Ở đây ai có nghe câu chuyện này rồi? Nếu các vị đã nghe câu chuyện này rồi thì các vị phải hiểu được cái ý đó. Có những lúc tại sao mà khi mà một bà già nuôi một vị thầy, vị thầy này tu đến một mức độ là khi bảo đứa cháu gái của mình ôm người thầy đi và hỏi thầy hiện giờ thế nào, thì ông thầy nói là khu mộc tại hàng nham tam xưng luôn, noãn ký, tức là giống như cây khô mà ở trên cái núi tuyết lạnh vậy đó, 3 năm chưa bao giờ có hơi ấm, có nghĩa là bất động trước thinh sắc. Lúc đó bà già đã vô tình ta nuôi một vị thầy tu mà trở thành một khúc gỗ, vì vậy cho nên bà đốt am. Sau khi đó rồi thầy này đốt am thì thầy đi tiếp tục đi hành trước vài năm và trở về xin bà cách thất cho nhập thất tu hành. Cách thất tu hành thời gian rồi bà cũng làm bảo cháu bà làm y như vậy, thì lần này ông lại nói câu là cái chuyện này chỉ tôi biết, cô biết, đừng cho bà già ấy biết. Như vậy cái câu này nó không có nghĩa gì hết. Cái câu này nó mang cái tính chất như một sự bí mật của một vấn đề, nhưng ở câu này nó nói một cái ý nghĩa duy nhất là con người hôm nay là có một cái chất sống của một từ bi tràn đầy, chứ không phải là một khúc gỗ bất đồng như xưa kia nữa. Cho nên ở đây các vị thấy rằng nếu đạo Phật để đào tạo ra nên những con người bất động như thế, thì làm gì có một cái hiểu biết cảm thông chia sẻ với những đau khổ, với những thực tại của cuộc đời này. Và vì vậy cho nên tất cả chúng ta phải thấy được rất rõ cái mấu chốt quan trọng như thế này. Chúng ta đừng hình dung rằng đạo Phật là những cái gì chúng ta ngoài tưởng tượng, ngoài sức của một con người bình thường như chúng ta, mà đạo Phật là tất cả những gì nằm trong tầm tay, trong nhận thức, trong tư duy và trong hành động và trong tình cảm của một con người. Quá chăng như lời giới thiệu của chú nãy, tình cảm biểu hiện ở một mức độ tiêu cực thì nó trở thành xa đọa, nó trở nên một cái gì đó yếu đuối. Ở tình cảm tích cực nó trở nên một cái gì cứu lấy một cuộc đời, cứu lấy một phạm vi, cứu lấy một con người và trở nên một nhân cách của một nhà lãnh đạo. Ở đây chúng ta thấy rất căn bản, nếu nhà lãnh đạo không có từ bi không thể làm được việc lợi cho ai cả, trở nên ích kỷ độc tài. Ở đây là chúng ta phải thấy rất rõ chỗ này. Cho nên đạo Phật đã trở thành chỗ nương tựa cho tất cả mọi người chúng ta từ hơn 2.500 năm về trước, trải suốt trải dài cho con đường truyền bá của đạo Phật từ đông sang tây. Tính chất của đạo Phật, ý nghĩa thực tế của đạo Phật không bao giờ thay đổi với bất cứ một quốc gia nào, bởi vì đạo Phật là một chân lý thực như vậy. Con người thừa hành của Phật pháp cũng thực như vậy, không phải tu sĩ Việt Nam khác, tu sĩ ở Mỹ khác, mà đã là người sống theo Phật thì nó đều giống nhau với tính chất đó. Chúng ta lại thấy gì? Vì chỗ nương tựa đó, cho nên ngày trước tôi đã có đọc một cái bộ sách mà người ta có viết mấy câu rất là hay, là chỗ nương tựa để làm niềm tin cho tất cả mọi người. Ai lơ lửng như thuyền nan không bến, ai hận đời không một chút tình thương, ai thấy mình sao lạnh lẽo thê lương, mơ kiếp sống được mùi hương giải thoát. Thì đây mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài muôn dặm, lòng Thế Tôn như bể thẳm xanh màu, tay hiền từ thắp đuốc giữa đêm thâu, với pháp nhũ đầy vàng châu cả nơi. Đạo Phật đã trải dài với một bề dài lịch sử như vậy, đã chứng thực với con người như vậy, cho nên bây giờ tất cả những gì người ta nói lên được từ cái kinh nghiệm, cái hiểu biết thực của con người về đạo Phật. Cho nên vì vậy ở đây một cái mảng tình người chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng mà nếu không có tình người này thì lòng đại bi chúng ta, như lời tôi nói hồi nãy, là trở nên hư thuyết. Cho nên khi chúng ta nghe cái câu là chúng sinh tính tức là Phật tánh, chúng ta có nghe từng nghe câu này không? Chúng sinh tánh tức là Phật tánh. Như vậy
Đức Phật hình thành hay là tánh Phật được hình thành từ nên tánh của chúng sinh. Như vậy một con người muốn thành Phật không mang cái nghĩa là con người này làm việc như Phật, mà con người này làm việc của một con người, của một phàm phu, sự đóng góp của cái tất cả cái này mỗi điều dung bồi nên một công đức, một đức tính và một cái phước đức của một vị Phật, chứ không phải là con người tự nhiên làm việc thành Phật. Tất cả những gì thành Phật là cái kết quả của vô lượng kiếp làm một chúng sinh như thế nào. Tất cả công đức, tư cách, phẩm chất, đạo đức, tất cả những hành sự đó để tạo nên công đức để trở thành một vị Phật. Các vị đừng tưởng tượng rằng tánh Phật là một cái gì, một khối ở trong lòng của chúng ta, hay là một khối đó nó nằm ở một ai đó. Tất cả những cái này nó không mang cái nghĩa đó. Tánh Phật mang tính chất là cái khả năng đạt được của mỗi con người, tức là tự thân của tất cả các vị đều có yêu thương, có hiểu biết, có sáng suốt, có tất cả, nó đều giống như nhau như vậy. Nhưng ở chăng là cái điều kiện để giúp các vị phát triển, hay là cái thiện tâm của các vị, nghị lực của các vị, hoài bão của các vị có dung bồi đủ sức để trở nên một vị Phật hay chưa, đó là tùy cái hoàn cảnh nhân duyên của mỗi người. Nhưng mà cái đó có cho mọi người. Giống như hôm qua chúng tôi nói lên chùa Pháp Hoa, tôi nói là cái khả năng tiến sĩ nó nằm hết tất cả các vị trong đạo tràng, không phải có những ông tiến sĩ mới là tiến sĩ. Tất cả chúng ta đều có khả năng tiến sĩ, quá chăng chúng ta không thích học, chúng ta không thành tiến sĩ thôi. Nghe tên mình không học, mình không thành tiến sĩ, nhưng mà các vị chịu học, các vị cũng là tiến sĩ. Ở đây bao nhiêu người là bao nhiêu tiến sĩ. Quá chăng phải tôi thích đi chơi, tôi cũng thèm học, tôi cũng thành tiến sĩ. Hay là quá chăng là tôi thế này thế khác, với một lý do gì đó. Còn cái khả năng tiến sĩ là như vậy. Như vậy ở đây không mang cái nghĩa gì ghê gớm hết. Về Phật Pháp cũng vậy, cái ý nghĩa về Phật tánh hay là chúng sinh tánh, nó có cái đồng là như vậy. Bởi vì cái khả năng phát triển ở mỗi con người để dung bồi đời sống, một kiếp sống của một chúng sinh đã dung bồi cho mình một nhân tố, một công đức, một duyên lành để trở thành Phật. Vậy do nên ai cũng có khả năng thành Phật hết. Không phải điều này có trong Đức Phật Thích Ca không. Tại quá chăng chúng ta ham vui, chúng ta chơi bời cho đến bây giờ chúng ta lang thang trong đời sống này. Vậy thôi, thực tế là nó như vậy. Cho nên kết cả chúng ta thấy rằng tình người là một nhân tố để trở thành vấn đề tánh Phật. Chúng ta thấy biểu hiện rất rõ ràng trong đời sống của một Đức Phật. Và tình người này không phải có trong Đức Phật, mà tất cả chúng ta ai cũng đều có. Tất cả chúng ta đều có những tình người, tức là tình cảm biểu hiện giữa ta và cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu. Và tình người hơn nữa là chúng ta biểu hiện trong cuộc sống đồng loại. Và thể hiện này nó nằm trong tất cả các vị làm việc từ thiện, xã hội hay là nhiều phương diện khác trong cuộc đời. Tất cả những này nó gói ghém lên tình người, đó là một phản ánh của một đức tính từ bi. Chúng ta gọi khác hơn là tình người. Thật ra nếu không có cái này, từ bi của Đạo Phật không thể hình thành được. Cho nên người ta nói là từ bi của Đạo Phật có thể bủa khắp trên nhân loại, nhưng cái điểm xuất phát của nó phải từ trong gia đình. Đây là chúng ta phải thấy như vậy. Nếu tất cả những điều này chúng ta không thể hiện được với một người con hiếu thảo, một người chồng, một người vợ thủy chung, một người có trách nhiệm, mà chúng ta làm với bốn ban hết tất cả các nơi, đôi khi chúng ta sẽ xét lại coi đó có phải làm việc làm thật hay là đôi khi giả dối vì cầu danh, vì thế này thế khác để thực hiện một điều đó. Nếu chúng ta đã thực hiện được với tính cách của một con người sống trong một cộng đồng nhỏ của một gia đình chúng ta, thì tất cả những gì các vị biểu hiện trên cuộc đời này với bất cứ một ai gần hay xa đều là thật. Còn nếu chúng ta chưa làm được điều trong một cộng đồng nhỏ của một gia đình chúng ta, thì tất cả những hành động chúng ta làm phải xét lại rằng có phải thật hay không. Đôi khi đó là một sự hô hào nào đó với một tên tuổi to tát nào đó. Đây là một vấn đề. Chúng ta thấy rằng Đức Phật có thể yêu thương tất cả mọi con người trên cuộc đời này. Nhưng các vị thấy rằng với bản thân của Đức Phật, khi mà chưa đi tu, Đức Phật có yêu Gia Du Đà La không? Có yêu thương Phụ Hoàng không? Và yêu thương con mình không? Các vị phải thấy điều đó. Điều rất rõ, các vị đừng nghĩ là một Đức Phật là hoàn toàn là bất động như một ông thầy hồi nãy mà 3 năm chưa bao giờ hơi ấm. Cái đó không phải như vậy. Và trên cuộc đời này còn rất nhiều người thực hiện theo hoài bão của Đức Phật để trở nên một con người làm kiểm như vậy. Nếu chúng ta tu mà như vậy, chúng ta trở thành một cái gì đó để thờ cúng, mà để một biểu trưng để cho người khác ngưỡng mộ, hay là vì người ta khen tặng trong cuộc đời. Còn nếu cái bất động đó mà làm được lợi ích trong cuộc đời, tức là khởi đại bi tâm, thì mới là bất động đúng.
Còn bất động để trở nên như vậy, nó trở nên một con người ích kỷ trong cuộc đời này, nhưng mang tính cách là như vậy. Vì cầu danh ích kỷ gì đó, nếu con người đã chưa làm được gì cho lợi ích chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là một cái hành động mà các vị đọc trong tác phẩm của Võ Đình Cường. Khi Võ Đình Cường viết cái tác phẩm Ánh Đào Vàng, ông diễn tả lại, hoặc là các vị đọc trong cái quyển Đường Xưa Mây Trắng, các vị cũng thấy Ngài Nhất Hạnh đã diễn tả lại cái phút mà khi mà Đức Phật đi xuất gia. Ba lần trở vào dán màn nhìn lại vợ và con lần cuối cùng. Có những người nói là một người đi tu trở thành một Đức Phật vĩ đại quá như vậy, mà cái chuyện khi mà bời bỏ vợ con như vậy, nó lại yếu đuối như vậy. Tôi đã nghe từ lâu về cái câu này. Nhưng mà xin thưa với các vị, cái đó mà trở thành một vị Phật nó tuyệt vời. Nếu Đức Phật hoàn toàn không có cái đó thì không có ý nghĩa để trở thành Phật. Một con người Phật sẵn rồi, cần gì thành. Như vậy không có một sự cố gắng tu tập nào hết. Mỗi hành động của Đức Phật vì cuộc đời, vì tăng đoàn, vì chú, tất cả là giả tạo của một con người quyền biến thôi. Không xuất phát từ trái tim, không có một sự cố gắng, một sự chịu đựng nào trong cuộc đời này hết. Như vậy, với một cái ông thần thánh như vậy, thì cái trái tim này là trái tim sỏi đá chứ không phải trái tim con người. Vì không có tình người. Chúng ta thấy rất là rõ như vậy. Khi Đức Phật tu rồi, sau đó trở về thăm Hoàng Thành, Hoàng Cung. Chúng ta thấy cái hình ảnh ngay cái lúc mà Yayudhara chạy ra ôm chân Đức Phật. A Nan lúc đó là can ở điện, không có nên. Đức Thế Tôn là một người thanh tịnh như vậy, như vậy một người phụ nữ không được quyền ôm chân Đức Thế Tôn, làm nhiễm ô Đức Thế Tôn. Nhưng mà lúc đó Đức Phật can lên, hãy để cho nàng ôm chân ta, hãy để cho nàng khóc và nàng trút tất cả những tâm sự của nàng, nếu bây giờ đuổi nàng ra nàng sẽ chết. Một con người rất là từ bi và tâm lý như vậy. Như vậy thì Đức Phật đứng yên. Đức Phật bây giờ như một thỏi vàng, Đức Phật bây giờ như một viên kim cương, luyện vào bùn nhơ, luyện vào phân, luyện vào bất cứ. Các vị thấy rằng vàng kim cương bỏ vào đó có nhiễm không? Hoàn toàn không thể thấm được những cái chất bất tịnh như vậy. Đức Phật bây giờ không bao giờ điều đó. Nhưng Đức Phật rất là hiểu được con người. Bởi vì Đức Phật từ một con người thành Phật chứ phải không? Không phải từ gỗ đá, không ông thánh nào để thành Phật. Từ con người thành Phật, cho nên Đức Phật rất biết chuyện con người. Cho nên Đức Phật ngay chỗ đó là hãy để cho nàng trút cạn nỗi niềm, bởi vì ta cũng có lỗi với nàng. Đức Phật thừa nhận một cách rất rõ như vậy. Qua những cái điều đó, chúng ta nhìn lại vấn đề này. Khi học tu chúng ta lại biết cái gì. Xin thưa với tất cả các vị, tình cảm và lý trí là hai phương diện trong một con người. Ai cũng có. Tất cả chúng ta ai cũng có tình cảm, có lý trí trong lòng. Quá chăng có những người thiên hướng tình cảm nặng hay nhẹ một chút, có những người thiên hướng tình cảm, ở xin lỗi, thiên hướng lý trí nặng một chút, tức là hai phương hướng này. Nhưng tiềm tàng tất cả chúng ta đều có đầy đủ. Nếu một con người chúng ta có cái thiên hướng tình cảm nặng thì nó như thế này, dễ rung động, nhưng mà dễ cảm thông, dễ tha thứ, bao dung, nhưng cũng dễ dụ bị dụ dỗ, có phải không? Dễ bị dụ dỗ lắm, vì vậy dễ thông cảm, dễ bao dung, dễ rung động, dễ tha thứ, cho nên dễ bị dụ luôn. Nha, dễ bị dụ, nhưng mà có một điều, người này có thể có khả năng chịu đựng, nhưng mà nó có tính cách là những người như thế thường thường hay đồng cảm và thông cảm với những người đau khổ, rất là xúc động, rất là khó chịu hay là rất là bận tâm khi thấy một ai đau khổ, và người này có khả năng là chấp nhận hy sinh cho cái khổ này với một ai, thì cái thiên hướng đó người ta gọi là tình cảm. Nhưng mà những người thiên hướng về lý trí thì người này á là quyết đoán, là mạnh mẽ, là tự tin, là thế này thế khác, ít bị lung lạc bởi những cái lời gần lời xa. Nhưng mà nó có thiên hướng ngược lại ở chỗ là hơi độc tài một chút. Và từ những thiên hướng này, nó làm cho con người dễ sanh ra cái kiêu ngạo. Những người nghiêng về lý trí, nó tự âm thầm, nó để biến lại con người đó vô tình trở nên những sự kiêu ngạo nào đó. Từ cái kiêu ngạo nó có thể là bất động, hay là ít khi nào dao động và cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của người khác. Rồi thỉnh thoảng trở nên là người này ít có cơ hội để làm việc phúc lành, bởi vì không cảm thông được cho nên bao giờ làm việc mà ít có cơ hội như vậy. Cho nên ở đây nói chung
cái thiên hướng này nó là như vậy, nhưng mà nó lại có đầy ở trong tất cả chúng ta. Chúng ta là ai cũng có như vậy, nhưng mà biểu hiện mỗi người một cách. Không ai thuần là tình cảm, mà cũng không ai thuần là lý trí. Nhưng mà có những người vì lý do gì đó có thể đè nén tình cảm, vì danh, vì sự nghiệp, vì sự độc tài, vì cái gì đó, người ta đè nén tình cảm xuống, người ta biểu hiện như một người khô gan hay là một người cứng cỏi mạnh mẽ, nhưng chưa hẳn là như vậy. Thâm tâm tự sâu của đáy lòng của chúng ta đầy đủ về điều này. Vì đầy đủ điều này cho nên Đức Phật phải bi trí, và tất cả người chúng ta cũng phải có bi có trí. Nhưng mà nếu vận dụng được từ bi trong cuộc đời này theo cái góc độ thương yêu và hiểu biết như Phật pháp, thì cái từ bi đó nó không làm, nó không để cho chúng ta bị lợi dụng, nó cũng không để cho chúng ta dễ bị sa ngã, nó cũng không dễ để cho chúng ta bị trụy lạc, vân vân. Tất cả những cái đó tự chúng ta hiểu điều này. Như vậy nhìn về Đức Phật, chúng ta nhìn Đức Phật, chúng ta phải thừa nhận rằng Đức Phật có đầy đủ tất cả những điều kiện đó không? Đầy đủ không? Bởi vì Đức Phật là một con người mà. Tôi đã giảng cái điều này trong cái đĩa là Đức Phật là ai, tôi đã có nói rồi. Sự siêu phàm của Đức Phật, nhân cách tuyệt vời của Đức Phật, nó không phải là một cái gì vĩ đại. Siêu phàm và nhân cách vĩ đại của Đức Phật, nó được thiết lập trên những cái rất đơn giản của một con người, mà người này làm được, người kia không làm được, nó trở nên tuyệt vời hơn. Ví dụ chúng ta thấy một cái hình ảnh rất đơn giản là khi mà Đức Phật mà đi kinh hành ngang cái vùng chỗ mà của ngài A Na Lục. A Na Lục là một người mù, một người mà tu để được thiên nhãn đệ nhất nhưng mà mù. Cho nên khi mà giá cái y của mình, khi mà giá cái y của mình giá không được, tức là không có thấy đường sống kim, cho nên A Na Lục mới nói là: này các hiền giả, có ai xung quanh đây không, nhờ giúp tôi xỏ giùm cây kim. Lúc đó Đức Phật đi ngang, Đức Phật nói: có ta, ta sẽ giúp hộ ông để xỏ kim. Lúc đó A Na Lực hết hồn, mới quỳ lên và đảnh lễ rằng: bạch Đức Thế Tôn, con không bao giờ dám nghĩ điều này với ngài, ngài đừng làm những điều như vậy, con là đệ tử của ngài, ngài là thầy trời người như thế. Nhưng mà lúc đó Đức Phật nói một câu rằng: này A Na Lực, sở dĩ ta được thành Phật hôm nay là vì vô lượng kiếp ta chưa bao giờ bỏ một cái hành động thiện nhỏ dầu như sâu kim. Nhân cách Đức Phật từ những cái rất đơn giản mà nếu làm được, chúng ta thấy rằng điều đó. Như vậy Đức Phật đâu phải làm cái việc mà chúng ta ngoài tưởng tượng đâu. Hay là tất cả những người nào vĩ đại trên cuộc đời, có trái tim yêu thương, làm được những việc lớn là làm ngoài cái sức suy nghĩ của chúng ta đâu. Tất cả những cái điều đó nó nằm trong tầm tay của mỗi con người. Nhưng có điều là người này suy nghĩ tích cực, người này sẽ làm một cách mạnh mẽ. Có những người do dự, phán đoán, suy tư hay là bị tác động gì đó, người này trở nên miễn cưỡng với hành động và có khi không làm. Nó khác như vậy. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta thấy rất rõ ở chỗ từ tâm của Đức Phật như thế nào. Đức Phật chúng ta thấy ghi trong kinh điển, những lời nói ra, những bài thuyết pháp, tất cả chúng ta thấy như là một khuôn vàng thước ngọc, đâu là in vô đó. Nhưng mà có phải thực như vậy không? Khi người ta biên tập lên, người ta không lẽ nói là chiều nay Đức Phật đi dạo Gia Nan bên bờ hồ, hai thầy trò tâm sự. Người ta đâu có viết lại cái đó. Nhưng thật sự trong đời thường, Đức Phật và đệ tử của ngài cũng là như vậy. Có những lúc cũng tâm sự, có những lúc cũng chia sẻ, có những lúc cũng thế này thế khác, như một con người trong đời thật như vậy. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói là Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh như mẹ hiền thương con một, như vậy tự thân của Đức Phật từ hồi lúc còn ở hoàng cung chưa bao giờ có một trái tim yêu thương ra hầu la, thì câu này hoàn toàn trật. Câu này không có ý nghĩa với Đức Phật, câu này chỉ là lời nói khoác chơi thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi Đức Phật đã từng nói rằng ta thương tất cả chúng sinh như ra hầu la không khác, như vậy Đức Phật đã tròn bổn phận, tròn trái tim của một người cha, thì sau này Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh hoàn toàn đúng nghĩa với một con người thầy của trời người. Đó là sự thật. Cho nên tôi có nhớ một câu mà người ta nói là đa tình thị Phật tâm. Cái tâm là Phật rất là đa tình. Nếu chúng ta nghe cái điều đó, chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật đa tình như là những cái chuyện mà thông thường của thế gian. Những cái người đa tình là những người mà thích hương sắc, nó mang cái nghĩa đó. Hay là người dễ bị dao động trước tình cảm, nó mang cái nghĩa đó. Mà đa tình của Đức Phật, cái câu đó để ẩn ý cho một cái tính là Đức Phật thương đại đồng, thương yêu tất cả mọi loài, thương yêu không có phân biệt là nam là nữ, là trẻ là già, là xấu là tốt,
tất cả những cái này nó không có ở trong Đức Phật. Ta không làm được một cái tính cách đại đồng đó, nhưng mà ở phương diện tình người chúng ta sẽ làm được điều này. Tôi nhớ ngày xưa tôi có xem một cái bộ phim của Bao Công Sự Án. Lúc đó đó tôi xem cái tập gọi là hình như là Quyết Văn Khoan, Quyết Văn Phan, là cái tấm mà tấm như tấm phan vậy đó, mà vân là bay á, mây á, nó là cái năng hút máu á. Tôi có coi cái đoạn đó là đầu tiên vô là như thế này: một vị hòa thượng cùng với một chú tiểu nhận lời di huấn cuối cùng của một người bạn đã chết đi vì Quyết Văn Phan này, và muốn đem cái Quyết Văn Phan này đến giao cho tận tay của Bao Công. Và người như thế đó, cho nên á, là khi mà nhờ cái vị thiền sư này cũng có khả năng võ nghệ để bảo vệ cái tấm Quyết Văn Phan này đi đến Bao Công, thì trên đoạn đường đi đã bị cái người mà có nhu cầu về cái đó để luyện cái gì hay để cứu người gì đó mới cướp lấy. Thì lúc giao đấu để cướp lấy như vậy đó, thì vị hòa thượng này đem hết tất cả những tâm huyết công lực của mình để mà đánh kẻ thù để giữ được cái Quyết Văn Phan, nhưng mà cuối cùng cũng không giữ lại, và Quyết Văn Phan này bay bằng một cách là nó mà có khi mà có máu đó, tức là chịu đổ máu của một ai đó, thì có máu là nó bay là nó hút người đó, mà miễn có máu ra ít nhiều là nó bay là nó hút là chết. Khi người đệ tử thấy thầy mình bị Quyết Văn Phan hút và chết đi, thì lúc đó cái vị thầy mới nhắn nhủ lại cuối cùng là: con à, hãy gắng đem Quyết Văn Phan này đem đến tận tay Bao Công, và vị thầy qua đời. Người đệ tử quá thương thầy nhưng mà không có dám khóc, nghĩ khóc như một tội lỗi, như một cái gì nó không đúng với nhà tu. Cho nên lúc đó đó thì cái vị đệ tử này ôm mặt nhưng mà không dám khóc, cho nên giữ lại chuông ở trong lòng, chuông cái cảm xúc đã trong lòng nuốt vào lòng và đi đền đến Bao Công. Tôi nói một cách tắt thôi. Khi đến Bao Công nhớ thầy quá mà cũng không dám khóc nữa, mới nói với Bao Công rằng: cháu có thể khóc được không? Thì lúc đó Bao Công mới nói một câu là: khóc không có tội đâu con, Phật không có tình thì làm sao Phật độ được tất cả chúng sinh. Tôi nghe cái câu nói này rất là hay. Câu nói này từ triết lý của Phật Pháp, từ một triết lý thật của Phật Pháp: Phật không có tình thì làm sao độ được hết tất cả chúng sinh. Ở đây rất quan trọng ở kim dựng từ bi trong Phật Pháp. Và điều này ngày trước khi mà tôi về tôi dự lễ tang của thân phụ, tôi cũng là một vị tu sĩ mà tôi gọi như là thầy. Tôi đã nói trong cái đĩa nổi lòng người cha đó, có một cái vị đó ở bên Úc. Thật sự thì các vị này cũng lo cho tôi, cho nên mới điện về mới nói: thầy ơi, việc này á, thân phụ thầy có thể ra qua đời ngày nay ngày mai, tức là nó bởi bệnh căn nó sâu rồi. Thì bây giờ á, con chỉ mong muốn rằng một điều á, mai này á, khi mà thân phụ thầy qua đời, xin thầy đừng có khóc. Nè, tại vì thầy bây giờ cũng người này người kia biết đến, mà nếu mà thầy khóc như vậy á, thì sau này rất là khó coi và khó ăn khó nói với mọi người. Thì lúc đó tôi trả lời rằng, tôi nói tôi khóc, tôi không gì cái gì hết. Nếu tự lòng tôi xúc động để khóc thì tôi cứ khóc, mà nó không khóc thì tôi không khóc. Chứ bây giờ nếu mà tôi vì tất cả mọi người mà tôi muốn khóc mà tôi không khóc thì tôi gạt mọi người, phải không? Chứ thực tế tôi cũng tự lừa dối với chính tôi. Tôi nói như vậy, ở đây nó muốn khóc thì nó tự nó muốn khóc, nó khóc cái gì khóc. Tôi cũng không cố làm ra cho nó khóc. Nhưng mà nếu nó không khóc thì thôi, mà khóc cũng chả sao. Cho nên ở chỗ là con người, nếu tôi bất động chế điều này, tôi không biết tôi có phải là thánh nhân hay là tôi là con người vô tình. Ở đây cho nên thấy rất rõ ở chỗ là nếu thật sự về phương diện của tình người, thật sự tôi hãy để cho dòng cảm xúc mình tự trôi chảy một cách bình thường, không miễn cưỡng đè nén với bất cứ lý do nào. Tôi là như vậy, cũng không cần làm mặt làm mày với tất cả mọi người. Ở đây tình cảm của tôi không cần sự can dự của người khác. Tình cảm thiêng liêng này không phải là người khác có được, hiểu được và cảm thông được. Ở chỗ tôi chỉ vì tự biết tôi là duy nhất mà thôi. Cho nên ở phương diện này tôi có một cái suy nghĩ rất là căn bản như vậy trong cái vấn đề đó. Cho nên tôi trả lời rất là rõ ràng. Xin thưa với các vị, cho nên ở đây khi mà chúng tôi đặt nghĩ vấn đề tình người tâm Phật này, để tôi giới thiệu cho các vị dài một vài cái mẫu chuyện, xem như là một cái sự kiện để chúng ta thấy rằng Đức Phật hình thành nên tất cả những điều tánh Phật hay là từ bi trong Phật giáo, nó có phải nó xuất phát từ những cái gì rất đơn giản, rất đời thường hay không.
Chúng tôi có đọc một câu chuyện rất là thực, đó là nói về cái một cái câu chuyện của một cái tựa đề là chuyện xì căng đan của bố. Đĩa xì căng đan là cái chuyện mà nó chẳng đẹp gì với mà cách qua bên ngoài mà chúng ta từng biết. Nhưng mà khi trước chúng tôi mới đọc á, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái chuyện gì á, nó cũng không hay. Nhưng mà thật ra chúng tôi đọc, chúng tôi mới thấy rằng ông là một người rất là tuyệt vời. Cái câu chuyện nó được bắt đầu bằng cái điều á, là tại một cái trường trung học nào. Ông này thì ông ngồi kế một cái cô bạn gái. Cái cô bạn gái thì ở trường trung học thì độ tuổi dưới 16, 15 gì thôi. Đó. Thì cái cô này được thầy, anh này á, được thầy cô giáo là chỉ định ngồi như vậy để kèm một cô này. Bởi vì cổ nhà khá giả, cha mẹ thì bài bạc lung tung, nhưng mà bản thân cổ học rất dở, cho nên muốn anh này ngồi kè như vậy. Thì anh này cũng nhiệt tâm để ngồi kế bên kèm cái cô này học. Nhưng mà khi lúc mà kèm học như vậy đó, thì cô này mới giới thiệu cho anh chàng này một cái quyển sách. Và anh bảo, cô này bảo anh Phan nên đọc cái quyển sách này. Và trong đó cái lời tựa đó, viết lên như vậy. Có một cái câu mà ông này cảm thấy xúc động. Thở nhỏ không được sự yêu thương từ cha mẹ, lớn lên, xin lỗi, có ba điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời làm người. Tức là thở nhỏ không được cha mẹ yêu thương, lớn lên không được sự yêu thương từ người yêu, và về già không được sự yêu thương từ con cháu. Thì đọc ba câu này rồi, cô kia mới vừa khóc và vừa nói với anh này như thế này: em chỉ sợ trong đời em ba điều này nó ập đến em cùng một lúc. Tức là không được sự yêu thương của cha mẹ, chưa được yêu thương của cái vấn đề của người yêu, và thật sự điều con cháu thì điều đó là hứa hẹn của tương lai. Khi anh này rất biết nỗi lòng của cô này là người khát vọng sự thương yêu từ cha mẹ cũng như người thân, bởi vì cô không được sự quan tâm và chăm sóc. Anh này để lòng như vậy cũng không suy nghĩ gì. Thì vài hôm sau có một trận động đất tại ngôi trường đó, tức là vùng đó động đất, và tất cả học sinh đều chạy, thì cô này cũng chạy, nhưng chẳng may cô này bị thanh gỗ rớt vào đầu. Khi rớt vào đầu rồi thì cũng động đất qua, người ta mới đưa đến cô về văn phòng. Thì lúc đó cô dở sống dở chết ở mức độ là chắc là chuẩn bị như là một người bên gần sắp lâm chung. Anh này nghe được như vậy, anh ta mới chạy áp vào, thì thấy cái cô mà cô bạn của anh nè là đang dở sống dở chết như vậy, thì anh ta mới bắt đầu mở lên lời khóc lóc và nói rằng là kêu cô đó bằng cái tên gì đó, là em ơi, em tại sao anh thương em nhiều lắm, tại sao em bỏ đi như vội vã như vậy, trong cuộc đời này anh thương em là người duy nhất. Thầy cô giáo và bạn bè rất là ngỡ ngàng cho một cái đứa mà trôi trôi như vậy, chưa gì trên mà nói lời yêu đương như vậy. Cho nên khi hay được điều đó rồi, sau cái lời của cô, cái anh này nói rồi, thì cô kia im lặng nhắm mắt và qua đời. Sau khi cái việc đó rồi, nhà trường công bố là đuổi anh này không cho học nữa, bởi vì tuổi chưa có lớn mà bài đặt tập yêu đương như vậy là người ta nói giống như con nít quỷ, người ta nói như lời như vậy, và người ta miệt thị và đuổi anh ta ra khỏi trường. Anh này cũng thầm lặng để chấp nhận đi ra khỏi trường. Sau đó rồi anh cũng có một cái cuộc sống gia đình và anh lớn lên. Và thời gian mà anh ra khỏi trường á, anh ta bị từ cha mẹ, gia đình cho đến mỗi phía đều chỉ trích và phê bình anh ta rất là nặng lời. Anh ta vẫn bình thường như vậy. 60 năm sau, tức là khi đã cái việc này người ta đã duy trì trong cái chuyện của gia đình, tức là đồn đãi đi đến cái lúc mà đến lúc mà 60 tuổi là cái ngày làm lễ lục tuần á, cho cái người vợ của ông, chứ không phải chính ông. Thì trong đó ngày hôm đó trở về rất là đầy đủ, có con, có cháu, và ở đứa đó cháu lớn nhất là khoảng 10 tuổi. Thì mỗi một người uống trà uống rượu đồ vừa qua xong xuôi rồi á, thì cái đứa cháu tự nhiên nó bật lên, nó nói à, ông ngoại, ngày xưa con nghe nói lại rằng là ông ngoại cưới bà ngoại, nhưng mà ông ngoại yêu thương một người khác, có phải không? Thì tất cả mọi người nghe là hết hồn hết trơn. Giống như ngày hôm nay mình nhắc lại chuyện xưa là chuyện xấu của bố như vậy là làm xúc phạm đến ông. Thì mọi người im lặng để đợi chờ sự phản ứng của bố. Khi đợi chờ sự phản ứng rồi, ông ta uống một chút rượu và ông ta nói với mọi người rằng ông ta kêu người vợ của ông ta đó, hình như là Cúc Hương. Này là Cúc Hương, em có nhớ
cái cô bạn học chung với chúng ta ngày xưa là dạy tên đó hay không. Và ông ta mới kể lại rằng ngày đó cha mẹ của cô Quốc Hương đã ở tù, tình cảm gia đình không có, mọi người cô lại khờ nữa, cho nên mọi người bỏ rơi cô tất cả, cho nên cô mới đem cho ông một cái cuốn sách đó. Cho nên cô rất ước vọng điều đó trong cuộc đời của mình, có một trong những điều đó thôi. Nhưng mà vì hôm đó anh thấy rằng điều đó sẽ sắp xảy ra với câu nói của cô là em nghĩ suốt đời này em không có được ba điều này ập đến em cùng một lúc. Và nhớ đến điều đó, anh mới nghĩ rằng anh sẽ bù đắp cho cô một trong ba điều, ít nhất cô cũng được một điều trong ba. Cho nên anh vào anh nói những lời rất yêu thương như vậy, nhưng mà lúc đó không ai hiểu được anh cả. Cho nên vì vậy cho nên anh bị đuổi học và bị lên tiếng trong suốt thời gian của tuổi trẻ của anh như vậy. Và cuối cùng anh đã nói với tất cả mọi điều trong gia đình, và các đứa con mới ngỡ ngàng rằng điều hổ thẹn không phải là ba, mà hổ thẹn là chính mình. Xưa nay là mình nói những điều đó mình rất là ngại ngùng cho ba, mình mắc cỡ điều đó như hôm nay như vậy. Và các đứa con nói rằng thưa ba, con sẽ làm điều thứ ba trong suốt cuộc đời này cho ba. Như vậy cảm ơn các bạn. Như vậy qua một cái câu chuyện này tôi thấy rất là đời thường, nhưng mà các vị thấy rằng cái đó có phải tình người không? Và nếu tình người như vậy có thể kết tụ lên sau này để trở thành nhân tố của tâm Phật không? Có nhiều khi chúng ta là người đang hành Phật sự, có nhiều khi chúng ta đang để gọi là chứng tỏ mình là một người sống cao thượng, nhưng mà chúng ta bỏ dưới chân chúng ta, phía sau chúng ta rất là nhiều đau khổ của người khác, mà trước sự lặng lẽ của mình, mình bất động trước xung quanh mình là cái gì, mình bất động trước đau khổ của người thân là cái gì. Như vậy nếu chúng ta để đi tu để trở thành như vậy, hoặc là chúng ta học tu để trở thành như vậy, thì chúng ta xét rằng làm việc đó là làm việc theo cái gì, có đúng như hoài bão của Đức Phật hay không, là điều tất cả mọi chúng ta đều xét. Cho nên trong cuộc đời này, trong mối tương giao, trong mọi thứ mà chúng ta làm được với tất cả những điều đó, thì sau này khi các vị học tu, các vị trở nên vĩ đại, và điều đó là chứng thực với cuộc đời hơn, và đạo Phật như vậy mới thực. Còn bằng không, cái người Phật tử chúng ta chỉ dựng nên như một cái mộ bia với một cái hình ảnh nào thánh thiện đó, tất cả những cái đó để tưởng tượng hay là để tôn thờ thôi. Còn cái thật phải là những các vị thực lòng trong mỗi các vị, mỗi các vị là một vị Phật, mỗi các vị là một tình người, mỗi các vị là một tâm Phật để đi vào đời, để đi vào mọi lĩnh vực xã hội. Đây là rất cần thiết. A Di Đà Phật. Cho nên có một cái cô đó, cổ là người cũng rất là khá giả. Khi mà cổ đi đến cổ khá giả thì tất cả mọi người nghĩ rằng cái đời sống cổ là rất là sang trọng. Nhưng thật ra thì trong cuộc đời của cổ có làm được rất là nhiều việc phúc báo. Cổ làm là sống với mọi người thôi, nhưng rất thầm lặng, cổ không có nói với ai. Thì một hôm đó có một người để ý như thế này, là tất cả người ta cũng để ý xem thử là cô này sang trọng và biểu hiện cái cuộc sống của mình đến đâu. Thì cô đi đến đâu thì phía sau cũng có một số người cũng dòm dòm, cũng chỉ cũng thế này thế khác. Thì lúc đó cô mới đi đến trước bàn Phật, vô một ngôi chùa. Cậu đi vô đảnh lễ Phật. Thì khi đảnh lễ Phật thì buộc lòng sao? Phải bỏ dép ra ngoài. Mà thường ở bên đây chúng ta mang dài, cho nên mang dài phải có vớ. Khi cô này bỏ dép ra ngoài, cậu mới đi lên chánh điện của đảnh lễ. Thì phía sau cậu có một số người dòm. Các vị biết vô tình dòm cái gì không? Dòm cái đôi vớ cô là rách nát hết trơn, đôi giới lưỡng. Thì khi lúc đó người ta mới hỏi cô, là người ta mới rất là xúc động. Cô không có một kiểu cách, cô không có một thái độ gì như một người giàu có, một người đã từng giúp ai hết, mà cô rất là như vậy. Nhưng mà người ta cũng để ý, ta hỏi là tại sao như vậy. Cô chỉ nói một câu là cái gì tiết kiệm được cho mọi người thì mình nên tiết kiệm. Thì trả lời câu đơn giản vậy thôi. Như vậy thì sau khi mà cái câu đó nói lên rồi, chúng ta mới thấy rằng một câu rất đơn giản, rất tình người, nhưng mà đó là tâm Phật.
tâm Phật ở từ những góc độ như vậy. Cho nên trước đây khoảng 8 năm, 8-9 năm gì đó, khi tôi còn ở Việt Nam, khi lúc đó đó, tôi ở Việt Nam tôi thì cũng đi giảng dạy nơi này nơi khác vậy thôi. Nhưng mà có một điều xưa nay tôi không bao giờ đi đám. Thật ra thì mình không có thời gian, với hơn nữa cái phương diện đó thì cũng có nhiều người để có thể trợ giúp. Bây giờ mình cần phải lo những việc khác, thì xưa nay thì tôi không có đi đám. Bởi vì đi cái nó hết một ngày một đêm là đi rồi, cái nó kéo dài, mà đi người này không đi người kia thì không có được. Thảo không đi hết, đi phải đi hết. Đó, nó kẹt vậy đó, cái tính làm dâu trong họ nó khổ chỗ đó. Thành ra khi mà chúng tôi có một cái cô từ bên Mỹ này về, thì thật ra thì khi mẹ cổ qua đời thì cổ về không có kịp. Cho nên cái ngày đó là cái lầm tuần thứ hai ở trong gia đình rồi, cổ mới về tới. Mà cổ đã về tới rồi đó, thì cổ khóc lóc rất là nhiều và cổ rất là đau khổ khi mẹ qua đời không có mặt cổ ở nhà. Khi cổ đến cổ thỉnh tôi trong một gia đình thì bốn người đi đến chùa để thỉnh thầy tôi. Nhưng đó tôi có ở trong cái chùa chùa thầy tôi, tại vì tôi có về thăm mà trùng hợp. Thì khi lúc đó cổ đi thỉnh mà thật ra tôi cũng không biết cổ là người ở nước ngoài về nữa. Đầu tóc thì bù xù, áo quần thì nói chung là nó rất là lôi thôi à. Rồi chân thì không có đi dép gì hết á, rất là bình thường. Thì tôi thì thật ra thì không phải là cái gì, thì cũng thấy người ta đi đến thì cũng dòm loáng qua chút vậy thôi à, thì cũng thấy vậy, nhưng mà không có nghĩ rằng cô này khùng đâu. Thật sự không có dám nghĩ. Nhưng mà khi nghe qua câu chuyện, kể với thầy tôi về việc như vậy, thì lúc đó đó người ta mới nói là muốn hôm đó trong gia đình có một buổi thuyết pháp. Tức là tất cả gia đình, chị em, anh em gì tập trung về thì muốn có một buổi thuyết pháp, và các vị đó có nhà ý là muốn thỉnh mời chúng tôi là tối đêm nay phải đến nơi này. Nhưng mà đi như vậy thì nó hơi xa, buộc lòng đi như vậy phải ở qua một đêm. Thật ra từ đầu thì tôi không có nghĩ đến vấn đề này, và tôi cũng không bao giờ nghĩ mình đi giữ bất cứ cái lễ gì, dù là trai tăng cũng không có đi, cúng từng trai tăng đám tay tang đám gì tôi cũng không có đi cả. Nhưng mà hôm đó đó tự nhiên cô đến, cô với ba cô đến, cô gặp tôi. Thì lúc đó tôi cũng ở cạnh phòng kế như vậy đó. Rồi cô đến cô mời, rồi cô thưa với cái hoàn cảnh luôn như vậy. Nhìn thấy cái bộ dáng của cô mà tôi đi, chứ không phải nghe cô nói ở Mỹ về mà tôi đi. Xin thưa với các vị, nói thật lòng là nhìn bộ dáng của cô mà tôi đi. Bộ dáng của một con người khi đã vì mẹ, vì hiếu thảo mà quên mình, không cần biết đến mình là cái gì, cũng quên đi đến trước thầy, cũng quên gỡ một cái đầu, cũng quên thay một bộ đồ, cũng quên xỏ mình một đôi dép. Nói chung là lúc đó cái lòng của cô nó như vậy. Tôi xúc động trước cảm tình của một con người như vậy. Hôm đó tôi đi đến nơi nhà của cô để nói chuyện trong buổi đó. Như vậy có những lúc chúng ta nhìn ra một vấn đề rất là đơn giản, một cách rất là khách quan, một cách rất bình dị như vậy, nhưng mà nó lại làm cho mình chấn động cả tâm hồn. Xin thưa với các vị, tôi nói điều đó không mang nghĩa là tất cả các vị ở đây là cái gì đâu. Ở đây tôi qua đây tôi thấy tôi đi trải dài trên 5 tiểu bang, tôi cũng thấy các vị rất là bình thường. Tôi có hình dung khi trước khi qua Mỹ tôi nghĩ là các vị ở bên đây là phải nói là sang trọng, lên xe, xuống xe gì, ăn mặc đồ thuộc về một cái mốt gì, tôi các nghĩ dữ lắm. Thật ra trong lòng tôi nghĩ vậy đó. Tôi nghĩ qua đây mà khi tôi gặp những người Việt Kiều ở hải ngoại nha, chắc là tôi nhìn tôi không biết là người đó có phải người Việt không nha, có cảm giác như vậy hả. Qua đây quá là Việt Nam luôn á. Tôi thấy từ cái ăn, cái mặt, cái đầu, cái tóc, tất cả các vị, trời ơi, tôi nói là vậy là tôi nghĩ lòng các vị tôi sai. Xin lỗi, chưa, thật là tôi sai, tôi ngoài tưởng tượng. Cho nên tôi mới thấy rằng tại sao ở bên đây chúng ta, phần lớn tôi nghĩ tất cả các vị khi mà tôi nghe tâm sự qua tất cả những người khi sống bên đây rồi, hơn 80% những người đi qua đây không phải tìm hạnh phúc cho mình. Phần lớn đi tìm công ăn việc làm để nhín từng đồng từng cắt về cho cha, cho mẹ, cho những người thân ở Việt Nam, và một phần đó cho đạo pháp, cho những người đau khổ trên nhiều miền trên thế giới. Như vậy tất cả ở đây chúng ta Phật, đúng là các vị tâm Phật không á? Các vị tâm Phật không á? Có nhiều khi tôi đặt lại vấn đề là tôi nói nếu tôi không đi tu, tôi có làm được những điều giống như những người Phật tử hôm nay đã từng làm nhiều việc
vĩ đại và đặc biệt hay không? Điều đó tôi tự hỏi lòng tôi rất nhiều. Nếu mình là một người cư sĩ ở ngoài đời, liệu mình bị ràng buộc nhiều thứ, mình có làm được những gì giống như người ta đã từng làm, đã dành thời gian, điều kiện và mọi thứ để đóng góp để xây dựng cho Phật Pháp hay không? Và điều này tôi có giảng trong một bài giảng để trở thành Phật tử, tôi có tâm tình ít nhiều ở trong đó trong một đoạn. Nếu các vị có nghe bài này thì sự chia sẻ nó chi tiết hơn. Cho nên những cái việc làm á, chúng tôi nghĩ rằng á, việc Phật là không biết ngày nào chúng tôi làm được, việc Phật không biết bao giờ các vị làm được, và cái chuyện thành Phật tôi không biết ngày kia, ngày mai, một kiếp, hai kiếp, mười kiếp là cái gì. Nhưng mà tất cả những điều làm được như những gì trong một cái phương diện tương đối của cuộc sống này, của tình người, của cuộc đời này, chúng ta đã làm được, chúng ta hãy hãnh diện và tự vui với những gì mình đã làm được cho đời, cho gia đình, cho xã hội. Đó là điều rất thực thôi. Trong cái phương diện tình cảm, của một cái tình cảm đứa đôi thôi, tôi đã thấy một cái chuyện tình cảm ở Việt Nam rất là đặc biệt như thế này. Câu chuyện này được viết trên một cái tờ báo, và cái câu chuyện đó với là ngôn ngữ tình yêu. Và khi đọc qua câu chuyện này, tôi có cảm thấy rằng mình cũng cảm thấy trong đời này đúng là Bồ Tát và tâm Phật rất là nhiều. Mặc dầu phương diện nó có thể giới hạn hơn cái ý nghĩa đó, nhưng mà cũng không ngoài ý nghĩa này. Ý nghĩa Bồ Tát nó cứ rất trùm hết, ý nghĩa từ bi của Phật nó có trùm hết, nhưng phương diện này nó cũng trùm luôn, nó không thể thiếu được cái này ở trong đó. Nội dung của câu chuyện đại khái là hai người này thương nhau. Khi hai người này thương nhau rồi thì gia đình hai bên là môn đăng hộ đối, cho nên không có chịu. Bên gia đình của người phụ nữ không chấp nhận cái người con trai kia, cho nên rất là chống đối và cự tuyệt. Nhưng giữa hai người này thì rất là thương nhau, cho nên anh này rất là thành khẩn trong chuyện tình yêu. Nhưng mà có điều là anh này rất vụng về trong việc biểu hiện về ngôn ngữ yêu thương. Anh ta không có nói những câu là ngọt ngào, yêu thương, nhẹ nhàng, vân 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 vân. Và điều này giống như cái tôi đã giảng trong cái đĩa là phải nói lời yêu thương. Nè, các vị chia sẻ lại trong cái bài giảng đó. Cô này không có biểu hiện, anh này không có biểu hiện được gì đó, cho nên cái cô này thấy cái anh này sao mà yêu thương mình mà không có nói cái gì về tình yêu trên trời. Tối ngày nói hoàng thiên dĩ công mà. Cô này đợi chờ một câu thật lòng từ anh là cái gì, nhưng mà suốt đời anh rất chăm lo quan tâm đến cô, và anh nghĩ là cuộc đời là sống không thể nào gián tiếp cô này, nhưng mà không thấy được cái gì nồng nàn trong cái kiểu biểu hiện. Cô này nhưng mà cũng vẫn thương anh chàng này, cho đến một cái ngày kia thì anh này ngỏ lời yêu thương, và hai người đó đang học, đang là vừa tốt nghiệp đại học ở tại Việt Nam. Khi tốt nghiệp đại học rồi, anh chàng này ảnh mới hứa với cô này là ảnh sẽ đi đến để mà giảm hỏi. Thì cô này nói gia đình má em đâu có chịu, ba em đâu có chịu, hai người đồng thương nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ. Anh nói bây giờ anh phải chuẩn bị đi du học, nhưng mà nếu anh giảm hỏi được như thế này thì anh cảm thấy an lòng khi anh đi du học. Thì khi đó đó, anh này mới nói là em hãy tin anh, bằng sự quyết tâm anh sẽ làm được điều này. Thì khi anh ta vừa đến trong gia đình á, thì bị sự chống đối của cha mẹ rất mãnh liệt, nhưng vì sự kiên nhẫn, chịu đựng, thành tâm bằng những cái lời thật lòng của anh, cuối cùng anh cũng làm được siêu lòng gia đình bên mẹ cha của cô này, và chấp nhận cho anh đi đến để cưới. Thì khi anh ta đến giảm hỏi cưới, anh ta có tặng một chiếc nhẫn, và trong đó những lễ hỏi ở cái gì đó theo mình ơi gọi là gì đó, lễ tân hôn gì cũng phải đính hôn, đính hôn đó, cái lễ đính hôn đó. Thì khi làm xong cái lễ đính hôn rồi, cuối cùng hai người chia tay, là anh này đi du học và cô này ở nhà tiếp tục đi đến đóng góp về những công việc, đem khả năng tài sức của mình để phụng sự cho xã hội, cho cộng đồng. Cô này làm việc hàng ngày như vậy, và hai người chỉ trao đổi qua phần lớn là bằng điện thoại và thỉnh thoảng những thơ từ để gửi về với nhau thăm hỏi. Nhưng mà chẳng may một ngày đó, cô lái xe đi làm và cô bị đụng xe. Khi đụng xe rồi đem cô vào bệnh viện, thì thời gian chữa trị trong một vài ngày gì đó, cô tỉnh lại. Cô tỉnh lại, cô thấy những người thân mình ngồi xung quanh, có cha, có mẹ, có anh em vân vân. Cô rất là xúc động, bày tỏ là nói lên một lời bằng cái sự hỏi thăm hoặc là thương cảm, nhưng hoàn toàn cô không còn khả năng để phát được một lời nào. Vì điều đó đó đã được biết rằng cô đã bị chấn thương não dây thần kinh nói.
và suốt đời của cô phải chịu trở thành một người câm. Lần đầu tiên trong đời của cô mà khi cô tỉnh dậy rồi, cô không còn nói với những người cha, người mẹ, người xung quanh mình bằng một lời cảm ơn hay một lời thăm hỏi hay là hỏi thăm về bất cứ điều gì. Và cô cũng có biểu hiện cái niềm xúc động và đau khổ tuyệt cùng của mình bằng cách là chỉ chảy nước mắt mà thôi. Khi cô như vậy rồi, cuối cùng cô cũng được bình phục. Nhưng chỉ có một điều rằng cô nghĩ đến người yêu của mình. Cô nghĩ rằng suốt cuộc đời này cô không thể trở thành một gánh nặng của người yêu tương lai của mình. Cô rất yêu thương anh chàng nhưng mà không cách nào được khác hơn. Và lúc đó cô đã từ chối hết mọi cuộc điện thoại. Khi anh này anh vừa gọi về bao nhiêu cuộc, gửi về bao nhiêu bức thơ, hoàn toàn không được nhận sự hồi âm trả lời gì của bất cứ gì của cô này trên trời. Anh ta không hiểu nổi về cái chuyện này. Anh ta không biết rằng cô này có còn thương mình hay không, hay là như thế. Thì cuối cùng anh ta mới nhận được một bức thơ từ cô này gửi qua là: em không còn đủ can đảm, ơi xin lỗi, không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh cho đến ngày anh tốt nghiệp về. Em đã đi lấy chồng rồi. Anh hãy cứ việc mà quên em đi, hãy đi lấy người khác. Trong thời gian viết một bức thơ để gửi qua cho anh chàng ở bên đây, thì lúc đó ở Việt Nam cô lại là người bắt đầu đi đến trường mà trường ngu á, trường câm á, để đi học, có nghĩa là học cái dấu để biểu hiện với nhau trong cái cách nói bằng cái dấu biểu hiện như vậy. Sau khi anh mày nhận được bức thơ, ta rất là ngỡ ngàng về chuyện này. Anh ta không tin được rằng điều này là sự thật, bởi vì hai người đã quen nhau từ thở dưới mấy trường đại học, quá biết nhau rồi. Anh mày nghĩ đây là một cái vấn đề âm mưu thủ đoạn hay là cái gì đó, chứ không thể mà cô này có một cái chuyện mà nhẫn tâm để bỏ anh ra đi như vậy được. Thì lúc đó đó, anh ta mới phân vân, nhưng cuối cùng anh ta cũng cố gắng học, bởi vì những năm đó cũng gần là cuối để anh ra trường rồi. Lúc đó trong lòng anh ta nghĩ giống như là người ta đi lấy cái giàu sang đó, rồi cả keo sơn bỏ đá vàng, gần nửa đời thôi tôi đã khóc, hay là hai chuyện bước sang ngang. Anh ta cứ giống như là cảm nhận vậy đó mà. Khi mà người ta có nhẫn vàng, người ta sẽ về quăng nhẫn cỏ ra sân. Anh này cứ nghĩ là như vậy. Trong lòng anh cứ phân vân, anh nghĩ là chắc là người ta liền cái nhẫn cỏ mình ra sân rồi. Nhưng mà anh ta cũng còn tiếc. Mọi sự liên lạc từ đó trở về, khi anh trở về nước hoàn toàn không còn được nữa. Cô này cắt mỗi mối quan hệ, và cha mẹ muốn để an lòng cho con gái mình, buộc lòng phải dời nhà đi nơi khác, để cho tránh đi cái địa chỉ và con mình không còn cái lý do để liên lạc, dầu là điện thoại hay là thơ. Bởi vì từ đó về sau ta không thể điện được số đó, cũng không thể gửi thơ về được cái đó. Bây giờ chỗ các cô này rất đau khổ, rất đau khổ. Nhưng mà cô có một cái sự cao thượng là cô nghĩ rằng cô chấp nhận hy sinh cuộc tình này. Thà cô chấp nhận cho người khác hiểu lầm để cho người ta được hạnh phúc, chứ đừng để cô trở thành gánh nặng. Cô không cam tâm như vậy. Khi anh này trở về nước thì cô này hay được chuyện đó, rất là khóc và rất là năn nỉ cái người làm trung gian là bạn bè đó, đừng bao giờ chỉ nơi mình ở. Nhưng thật sự điều gì cũng không thể giấu được các vị. Nhưng mà anh này rất tuyệt vời ở chỗ là khi trở về nước rồi, biết được cô này như vậy, anh ta không có đến thăm. Anh ta âm thầm đi học, đi học cái trường mà học thêm một cái trường để gọi là nói tiếng bằng dấu. Anh ta không có đến thăm mà anh ta bắt đầu đi học cái đó, bỏ ra một năm để học mà gà giống như thế. Lúc đó một năm trời vắn bặt, tin tức của anh không có cái gì liên hệ hết. Thì mặc dầu rất đau khổ nhưng mà cô nghĩ cô cũng yên tâm một phần về cái điều đó rồi. Thì một năm sau đó có cái thiệp hồng gửi đến cho cô. Cái người mời là bên gia đình bên kia. Cô cầm cái thiệp hồng, cô khóc sướt mướt, bởi vì cô biết rằng người yêu của mình đã lấy người khác rồi, chứ không phải là mình. Vừa cầm thiệp hồng mà vừa khóc như vậy, nhưng mà cuối cùng cũng gán mở thử ra xem coi nó là cái gì. Khi mở ra đó, thì cái tên người cô dâu mới về nhà, đã chuẩn bị về nhà chồng đó, không phải ai khác hơn, đó là tên của cô.
Cô không thể tưởng tượng được các vị ở đây, các vị nghe như vậy, các vị tưởng như là mình đang nằm mơ vào cung tiên. Và điều đó anh ta đang chờ đợi bên ngoài, chờ đợi cái sự cho phép của gia đình anh vào. Khi anh ta vào rồi, khi được sự chấp nhận rồi anh ta vào, anh ta thấy cô đang khóc như vậy, cô không còn nói được bằng cái miệng nữa. Thì anh này lại nói rằng một năm qua, vì em anh đã đi học cái cách nói chữ như thế này, anh ta biểu hiện bằng cái dấu với cô kia, hãy để cho anh có cơ hội anh nói được lời là anh yêu em. Lời này là em đã ước vọng từ ngày xưa mà khi anh chưa bao giờ nói em tiếng nào. Em cứ nghĩ rằng anh là cái gì á, yêu em mà không bao giờ nói yêu em. Bây giờ anh nói. Như vậy, khi mà cô ta đã nhận được điều đó, và cuối cùng cô ta đã không bao giờ tưởng tượng được cái điều đó, cô đã nghĩ tốt cho người mình yêu, hy sinh cho người mình yêu, nhưng thật sự chính người mình yêu cũng chung thủy và hiểu được bổn phận trách nhiệm và rất thông cảm những điều đó. Xin thưa với các vị, khi đọc qua câu chuyện đó, chúng ta có cho đó là tình người tâm Phật không? Có không? Như vậy, chúng ta không thể xem đó như là một chuyện tình đơn giản của xã hội trong cuộc đời này. Mà tâm Phật nó đã được len lỏi trong tất cả đời sống của một con người, trong cái biểu hiện, trong cái nhìn, cái nói, trong đời sống, trong tư duy của chúng ta. Tình người đó nó biểu hiện tâm Phật trong tất cả mọi điều như vậy. Một dòng chảy rất là linh động, một cuộc sống rất là trọn vẹn và tuyệt vời. Nếu chúng ta sống trong cuộc đời như vậy thì Phật Pháp chúng ta phổ biến một cách bàn bạc ở khắp không gian, khắp thời gian này, không giới hạn. Đức Phật không phải nói Pháp của Đức Phật cho người Phật tử nghe, hay là những lời dạy của Đức Phật không phải mang tính cách là chỉ có người Phật tử mới làm điều đó. Lời dạy của Đức Phật là một bậc đạo sư, là một nhà hiền triết, là một cái người đạo học, là một bậc thầy rất là mẫu mực về đạo học. Điều này nó mang tính cách ứng dụng phổ quát hết tất cả mọi con người. Trên cuộc đời này, con người nào muốn tìm lẽ thật, con người nào muốn tìm hạnh phúc, giàu hạnh phúc tương đối hay là hạnh phúc tuyệt đối, tất cả mọi chúng ta đều thấy rằng giáo lý của Đức Phật đáp ứng chúng ta đầy đủ. Chúng ta không trở thành Phật tử, nhưng chúng ta sống những gì Đức Phật dạy, chúng ta có hạnh phúc không? Hạnh phúc. Lời Đức Phật dạy không mang tính cách là Phật tử tôi mới dạy à, hay là Phật tử tôi dạy điều đó ứng dụng mới có hạnh phúc. Không có mang cái nghĩa đó. Quy luật của Đức Phật dạy từ nhân quả nghiệp báo cho tất cả mọi thứ học thuyết của Đạo Phật không mang tính cách là chỉ có nằm trong Đạo Phật. Chúng ta phải thấy nhìn như vậy. Giáo lý của Đức Phật nó không giới hạn như vậy. Nếu mà chúng ta nói như vậy, Đức trong giáo lý của Đức Phật là những người cư sĩ Phật tử của chúng ta là đệ tử Đức Phật mới có sanh tử, sanh lão bệnh tử. Còn tất cả những người không phải Phật giáo là sống suốt đời không có sanh lão bệnh tử. Có không? Không có điều đó. Như vậy nhân quả nghiệp báo, có phải Đức Phật nói là chỉ có người Phật tử chúng ta mới bị nhân quả nghiệp báo không? Những người khác làm, có người khác bao che, chuộc tội hết rồi. Còn những người Phật tử này làm tất cả những điều đó mới bị nhân quả luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sáu đường, vân vân. Có phải vậy không? Chúng ta phải xét lại ngay chỗ này. Mấu chốt căn bản lời dạy của Đức Phật không phải là chỉ có người Phật tử chịu trách nhiệm về điều đó. Đức Phật không phải nặng ra được cái đó. Đức Phật không phải là con người chế tạo ra được cái đó. Học thuyết đó không phải Đức Phật chế. Đức Phật hệ thống hóa lại từ những cái Đức Phật thấy, biết như thực về cuộc đời này thôi. Đức Phật có ra đời hay không ra đời, điều đó nó vẫn hiện hữu. Trước thời Đức Phật ra đời, con người sanh lão bệnh tử nghiệp báo có không? Dĩ nhiên là vậy. Đâu phải đợi Đức Phật ra đời mới có. Nhưng mà Đức Phật là một cái con người tuyệt vời hơn, có trí tuệ siêu phàm, có cái thấy cái biết đặc biệt hơn. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật đã hệ thống mà chỉ cho chúng ta phương hướng đó. Và điều đó nó là quy luật của cuộc đời, cho nên rằng Đức Phật cũng không can thiệp vào được. Cái nghiệp của chúng sinh đã như vậy thì chúng sinh phải chịu như vậy, không có can thiệp được. Đức Phật chỉ hướng để giải quyết tự mình, cứu mình thôi. Chứ Đức Phật nói là cầu ta đi ta ẩm về Niết Bàn, có không? Chưa có cái điều đó trong học thuyết của Đạo Phật. Không có. Các vị phải để ý rất rõ chỗ này. Cho nên chúng tôi thỉnh thoảng có nói như thế này, trong một vài bài giảng tôi có nói rằng sự phát hiện của Đức Phật
về tất cả những giáo lý trên cuộc đời này. Nó cũng giống như là Newton mà phát minh ra lực hút của trái đất vậy đó. Trước khi Newton ra đời có lực hút trái đất không? Chẳng phải trước khi Newton ra đời chúng ta nhảy cái bay ra ngoài không gian hả? Xin thưa các vị, Newton có ra đời hay không ra đời điều đó không quan trọng. Lực hút của trái đất là quy luật của nó. Từ khi có trái đất này, có con người này, có cuộc sống này, nó là như vậy. Newton chỉ là người phát minh ra được điều đó, phát minh ra được cái quy luật thật của cuộc đời mà thôi. Nhờ phát minh ra như vậy mà sau này chúng ta mới có quả tiễn, mới có tàu bay, mới có phi thuyền, mới có máy bay, tất cả những cái để tạo phản lực để bay ra khỏi cái sự lực hút của trái đất này. Như vậy thì ở chỗ rằng tôi có nói là cái sự phát minh của Đức Phật cũng như phát minh Newton là bởi vì Newton là người gần với chúng ta hơn, còn Đức Phật xa, cho nên tôi phải lấy cái gần để tôi chứng minh điều đó. Như vậy thì ở đây đạo Phật mang tính chất là yêu thương, từ bi, trí tuệ, luân hồi, nhân quả vô thường. Tất cả học thuyết của đạo Phật ở chỗ là quy luật này, ai là con người thì chịu chung số phận này. Tất cả những người nào nói ra là bao che, là cứu chuộc, hay là cái cầu ta, ta ẩm vô chỗ này đi chỗ kia đó, tất cả những lời đó là mỹ từ để an ủi, để xoa dịu cái sự bận tâm của mình, không mang cái thực. Các vị đi không, các vị chết rồi ai biết, đúng không? Các vị chết, các vị có đi ở đâu là ai ẩm ai biết được. Bây giờ các vị có đi xuống 8 tầng địa ngục, 9 tầng địa ngục gì đó mà nói lại là ông thần nào đó ẩm các vị lên thiên đàng rồi, các vị biết không? Cho nên tôi thưa thật với các vị, may mắn nhất cho người học Phật chúng ta, may mắn cho người học Phật chúng ta là Đức Phật chúng ta một người thầy rất tuyệt vời ở chỗ là nói thật như vậy, không phải nói để cho người ta theo. Đức Phật không mang cái nghĩa nói để cho người ta bỏ cái này theo cái kia, hay là phải như vậy, hay su phụng cho một cái chế độ chủ nghĩa gì hết, hay là một học thuyết của một ông thầy nào hết. Lời Đức Phật nói ra như là một bậc đạo sư, là người thầy dẫn đường, hay là chúng ta có một cái mỹ từ thường gọi là Đức Phật là một bậc đại y vương, tức là một Đức Phật là một bậc vua của một bậc thầy thuốc, tùy bệnh mà cho thuốc. Như vậy bác sĩ có nói là người nào đạo tôi mới trị không? Có không? Có ông bác sĩ nào đăng bản với một bác sĩ nó đạo Phật á, đăng bản nói là ai đạo Phật đến đây tôi mới chữa trị, còn những người đạo khác đi về bệnh chết đi. Có không? Nó hết chuyện đó. Bác sĩ chữa bệnh là biết đối tượng của mình là người bệnh thôi, làm nhiệm vụ của một chức năng bác sĩ thôi. Đức Phật cũng vậy, là một nhà đạo đức, là một người để thấy rõ sự thực trên cuộc đời này chỉ có nhiệm vụ. Ta nói ra như vậy, mình kính phục Đức Phật, mình theo Đức Phật, chứ không phải Đức Phật yêu cầu mình theo. Các vị đọc suốt trong kinh tạng của Phật giáo, tại sao trong đạo Phật không ép, không buộc, không gì trong này kia, các vị biết từ khởi thủy nó là như vậy. Vàng thiệt mà mắc mới gì phải đi quảng cáo tối ngày với sắm với vàng xề chi vậy? Thật ra các vị, nhưng mà các vị thông thường các vị thấy vàng xề bán rất là đắt, kim cương hột sòn đó là vàng thiệt á bán rất là chậm. Các vị ở đây các vị không hiểu nghĩa vàng xề á? Xin thưa các vị, đó là sự thật như vậy. Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta không cần ép buộc, không cần nói này kia, là tại từ khởi thủy nó như vậy. Sở dĩ chúng ta thế này thế khác là vì hoàn cảnh có thể biến thiên thay đổi. Chân lý của đạo Phật nó không bị giới hạn điều đó, và nó không thay đổi ở bất cứ một cái mạc nào. Cái mạc các vị có dán là Tinh Lành, Thiên Chúa, Hòa Hảo, tất cả những cái đó là cái mạc dán trên cuộc đời này thôi. Thật ra lời dạy của Đức Phật nó không giới hạn, và nó là một cái lời nó mang tính cách ích lợi chung, không biên giới. Như một người bác sĩ có tính cách chữa trị bệnh không biên giới, không có nghĩa là bác sĩ nghiên cứu bệnh là để chữa trị cho nước Mỹ thôi, nước khác không có chữa và không có đem này ứng dụng nơi nào được, không có cái đó. Bác sĩ nghiên cứu bệnh là muốn cả cộng đồng, muốn thế giới này được thừa hưởng từ sự nghiên cứu này đều được hết bệnh. Dầu anh ở nước nào mặc kệ anh, quan trọng nhất anh có phải con người hay không. Đúng như vậy thôi. Anh là cái khúc gỗ thì tôi không có trị, đúng rồi, không cách nào trị được.
Còn nếu anh là con người, anh là da màu, anh là da trắng, anh là da vàng, anh là cái gì, cái chuyện đó của anh. Nhưng bác sĩ là chữa trị anh nếu anh là con người. Vậy thôi. Lời Đức Phật cũng y vậy thôi. Cho nên tất cả chúng ta may mắn về Đức Phật là như thế này. Chúng ta học được những điều Đức Phật dạy. Nhờ học được những điều Đức Phật dạy, cho nên trong cuộc đời chúng ta chỉ mong muốn rằng chúng ta chưa có thể làm được những điều như Phật. Chúng ta chưa có thể làm được tất cả những điều nào như một người tu trọn vẹn. Xin thưa các vị, nhưng mà ít nhất chúng ta chỉ biết rằng mình làm điều này đúng hay sai vậy thôi. Nhờ học Phật cho nên chúng ta làm sai, chúng ta dĩ nhiên là biết mình sai. Quan trọng chưa cải đổi được, chưa từ bỏ được, chưa vậy, muôn số chưa như vậy. Nhưng quan trọng nhất là biết mình sai rồi, đúng không? Còn bây giờ, cái một cái điều mà chúng ta không biết mình sai do một học thuyết, do một cái gì đó mà làm chúng ta rằng chúng ta làm sai mà không biết mình làm sai. Các vị làm sai mà không biết làm sai thì suốt đời các vị có bỏ được không? Không bao giờ bỏ được. Cho nên người Phật tử ở chỗ, nhờ đi học Phật, nhờ những cái vấn đề Phật dạy, hay là một người có may mắn được nghiên cứu về Phật Pháp. Quan trọng nhất, thực tế này, cái gì đúng, cái gì sai, biết cái đã. Hôm nay chưa bỏ được, ngày nào đó cũng có thể bỏ được. Và biết được như vậy thì có một ngày chúng ta sẽ cố gắng tu tập, và một lý do gì đó chúng ta sẽ từ bỏ để trở nên hoàn thiện hơn. Và chúng ta cần làm những điều gì hơn. Còn chỉ có những điều không biết, cho nên chúng ta bị đầu độc vào trong tư tưởng chúng ta là cái đó đó không tội, hay là cái này được phước vân vân. Cái phước cái tội mà mang tính cách là một sự bao che hay là mua chuộc, tất cả những cái đó là đẩy chúng ta vào trong tội ác. Mai này chúng ta đi đâu mà kệ chúng ta chứ. Chúng ta thừa nhận rằng trong cuộc đời này có luân hồi, tức là có kiếp này và kiếp sau. Thì tất cả những cái đó chúng ta thử đi, chúng ta suy nghĩ đi. Nếu chúng ta thiếu đi một cái điều đạo đức học, thiếu đi những điều làm như thế trong chuỗi trình của một kiếp người, chúng ta là cái gì? Chúng ta cứ suy nghĩ là những điều đó. Hôm nay chúng tôi làm bàn chút xíu về cái điều đó một chút, quay trở về với cái vấn đề tình người tâm Phật chúng ta tên. Xin thưa các vị, ba rưỡi mình nghỉ 15 phút hả? Ủa giờ muốn ba rưỡi vậy? Ồ dạ. Xin thưa các vị, chúng ta gán chừng khoảng 10 phút nữa chúng ta kết thúc luôn cái này được không? Dạ, dạ, hay là mệt. Nó gì đó đúng không? Mình nghĩ rồi cái câu hỏi thôi. Dạ. Xin thưa với các vị, cho nên vấn đề này trở lại vấn đề tình người tâm Phật là cái vấn đề đó rất thực trong cuộc đời này, nó không giới hạn ở một mức độ nào hết. Thì bây giờ chúng tôi có đọc trong một cái quyển của Cổ Học Tinh Hoa. Cổ Học Tinh Hoa ở chỗ là chúng tôi thấy rằng cái điều này, cái việc làm này của một cái vị quan, đó là vị quan tên là Quý Cao, cái thời của Trung Quốc là ở nước Vệ. Quý Cao khi làm quan đó có xử phạt một người tù, và cái người tù đó bị cái án là chặt chân. Khi Quý Cao xử án chặt chân người này rồi thì thời gian trôi qua, nước Vệ bị loạn. Khi nước Vệ bị loạn rồi, Quý Cao chạy trốn. Khi Quý Cao chạy trốn đến một cái cổng thành để trốn qua nơi khác, thì khi đó cái cổng thành đó thì bị các binh lính nó đã bao vây rất là nhiều, cho nên không còn cách chạy. Thì gặp một cái người giữ cổng thành. Cái người giữ cổng không ai khác hơn là một tội nhân mà ngày xưa ông đã xử phạt chặt chân. Trong cái lúc đó thì ông thấy như vậy, thì cái người ở đứng đang cắt cổng đó, ông ta mới chỉ Quý Cao này, cái lỗ đằng kia kìa, ngài hãy chui vào để thoát thân đi. Thì ông ta nói là trượng phu không có chui trong lỗ. Thì ông ta nói là ở nơi kia có bờ tường hỏng kìa, ông hãy trèo qua đi. Ông nói là trượng phu quân tử không có trèo tường. Thì lúc đó ông này cũng kiên nhẫn nói hơn một lần, vậy ở nơi kia có cái nhà nhỏ ẩn kìa, ông hãy vào trong đó mà trốn đi. Thì lúc đó Quý Cao mới vào một cái ngôi nhà lá sập sệt mới trốn. Sau khi các đoàn binh lính đuổi theo ông rồi đã trốn mất hết, thì lúc đó đó Quý Cao mới đi ra và giả lả vài câu để từ tạ và cảm ơn cái người này ra đi. Nhưng mà ông nói một điều, ông nói xưa kia đó ngươi bị ta xử án chặt chân, nhưng mà tại sao hôm nay á, đây là cơ hội để ngươi trả thù ta,
mà tại sao ngưng lại? Thì lúc đó đó, cái người gác cổng này mới nói rằng: thưa ngài, xưa kia tôi đã phạm tội, đã bị xử án chặt chân, thì có thế nào cũng không khác hơn được. Khi ông lượng tội cho tôi thấy ông tìm cách xoay sở để ông làm nhẹ cho tôi, mà vì ông là người chấp pháp cho nên có giảm nhẹ, đó là chặt chân, đó là đáng với tội của tôi rồi. Khi ông thấy tôi, ông chứng kiến tôi chặt chân, tôi thấy con người ông quặn thắt chứ không phải là ông hả dạ gì điều đó, cho nên tôi biết rằng ông là người chấp pháp nhưng rất nhân từ, vì quân tử thì không làm khác hơn được. Cho nên tôi rất trân trọng và tôi nhớ cái tình cảm ông dành cho tôi. Cho nên hôm nay đây là những lúc mà tôi nghĩ lại cái bậc trưởng phu chánh nhân ông, tôi cần phải cứu. Thành ra cái điều này các vị thấy cái điều gì rất rõ. Trong luật pháp, một người làm luật sư cũng vậy. Nếu một người làm luật sư có nhân đạo, có tâm đạo đức, có tốt, người này cứu được vô số những con người quan tình và nhiều thứ khác. Nếu một luật sư mà thiếu đạo đức, vì tiền, vì danh, vì cái gì đó, luật sư này sẽ đẩy người vô số vào tội chết. Như vậy cũng là một cái nghề, nhưng mà nếu từ lương tâm đạo đức có ở trong đó, cái nghề trở nên thánh thiện. Bất cứ nghề nào, nhưng mà một con người thiếu lòng từ, thiếu tình người, thiếu hiểu biết ở trong đó, thì cũng cái nghề đó nó trở nên xấu đi. Cho nên xấu tốt không quan hệ trọng cái nghề, mà xấu tốt quan trọng lương tâm đạo đức và tình người của mỗi chúng ta. Ở đây là chúng ta nên để ý rất là rõ như vậy. Cho nên thưa với các vị, ở đây khi mà chúng ta nghe qua cái bài giảng về tình người tâm Phật, tôi mới nói như thế này: nếu chúng ta không có tình người để sống trong cuộc đời này, sự tương giao giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái và những người làng xóm, những đồng loại của chúng ta, những người gần xa, thì xin thưa với các vị, chúng ta không thể nói được Phật pháp. Và chúng ta có nói đi chăng nữa, cái đó là nói là hư thuyết không có thật, giống như tôi nói từ đầu. Cho nên nếu không có dao động với những cái gì thực tế này, thì chúng ta sẽ đâu có cái vấn đề rung động trước cái niềm đau nỗi khổ của chúng sinh. Là chỗ này chúng ta phải để ý. Cho nên một người khi nói được từ tâm, người này có thể thuộc lòng hàng trăm lần để nói từ bi, từ bi, từ bi. Xin thưa các vị, ai cũng thuộc cả. Nhưng người nào nói mà lòng mình cảm thấy rung động trước cuộc đời, trước sự thật, trước cái thảm cảnh như thế, đó mới người mới nói được xứng đáng hai chữ từ bi. Chúng ta phải nói thật ở chỗ này. Như vậy thì ở chỗ làm sao có được điều đó? Tự nhiên nó có hả? Hay là tự nhiên mình ngồi mình tưởng tượng cái ai để cho mình giật giật rung rung lên? Cho nên chúng ta phải để ý, chúng ta phải từng thâm vào, chúng ta phải từng chứng thật trước những cuộc đời, những mảnh đời bất hạnh, những cuộc sống đau khổ nhan nhản trên báo, trên truyền hình, trên tivi, hay là tất cả những chúng ta trong đời thường này. Chúng ta đã từng làm gì và thấy mỗi một lần chúng ta thấy như vậy, cảm xúc chúng ta như thế nào? Chúng ta nghĩ về cuộc đời như thế nào? Chúng ta có một cái cảm xúc thế nào? Có cảm thấy rằng thương thân thương phận người ta, hay là chia sẻ được hay không, hay là thương hại, hay là cái gì? Nó phải xuất phát từ trái tim của các vị. Hay là mình thấy tất cả những biến cố đó, mình cảm thấy rằng sắp trở thành gánh nặng mình rồi, mình trốn xa xa. Cái đó là chúng ta phải để ý. Nếu tất cả chúng ta được rằng thấy rằng những gì lời Đức Phật dạy, mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta là người con Phật, đã từng học và ứng dụng, và cảm xúc này nó xuất phát từ đời thực của cuộc đời mà chúng ta nghe, thấy và rung động dâng trào cảm xúc thật sự, lúc đó chúng ta đã trở nên một con người xứng đáng để nói được hai chữ từ bi, và nhất vì chúng ta có tình người. Cho nên ở một cái cô đó, cổ là người rất là nghèo, nhưng một khi cổ cùng với cái đoàn đi đến để thăm các cái trại cùi, đến cái nơi thăm người khuyết tật và trẻ mồ côi hay là những người đuôi, cổ đứng cổ khóc sướt mướt. Có một người hỏi tại sao chị lại khóc. Cổ nói là rất tiếc cổ nghèo và không có đủ tiền để chia sẻ những cuộc sống như thế này. Như vậy thì ở đây người ta khóc không mang nghĩa gì hết, vì yêu thương chân thật mà người ta làm được mà mình không làm được, ở chỗ là mình thiếu điều kiện. Người ta có tiền người ta làm, mình không có tiền để làm. Nhưng thật sự mình không có tiền, nhưng mình lại có một trái tim. Quan trọng nhất là có trái tim là có tất cả. Để các vị thấy điều này,
để các vị thấy điều này, tôi kết thúc với các vị trong một cái mẫu chuyện gọi là trái tim hoàn hảo, và để nói để kết thúc với các vị. Xin thưa các vị, tôi đọc cho Nguyễn Hòa Tặng Cuộc Sống, nó có ra một cái câu chuyện để là trái tim hoàn hảo. Và khi đọc điều này thì mình mới thấy được rằng đúng là lời Phật, ý Phật nó bàn bạc trong tất cả các ngôn ngữ. Quá chăng ngôn ngữ này không nói Phật Phật, nhưng thật sự thế gian pháp xứ Phật pháp. Phật không phải nói cái gì cũng là ông Phật mới là Phật. Phật mang tính cách là tất cả hành động của chúng ta, cái gì phản ánh được cho tính chất Phật pháp là Phật pháp, chứ không phải là có cái từ Phật gắn ở trong đó chúng ta mới là Phật pháp. Phải thấy được như vậy. Cho nên có những vị các vị nghe tôi giảng toàn là gì hạnh phúc tình yêu quan trái gì đâu không. Các vị thấy thầy tu sao không thấy thầy giảng đề tài nào Phật pháp trơn trời. Ở trong đạo tràng có ai thắc mắc vậy không? Có ai thắc mắc nói đó giờ nghe thầy giảng mấy đề tài về Phật pháp ít quá. Gì chăm sóc cho nhau rồi vượt qua số phận gì. Thì ai có nói tôi cười thôi chứ tôi biết làm sao giờ. Thực tế rồi, cảm ơn các vị. Thì tôi có đọc qua một cái câu chuyện là trái tim hoàn hảo, nó là như vậy. Vì tôi đọc như vậy tôi mới suy luận tới ông Phật chúng ta. Nhưng mà xin thưa các vị, lỡ tôi có nói gì mà hơi xúc phạm ông Phật chút, mà nếu mà Phật không trách tôi, các vị đừng trách nha. Anh là Phật. Thì cái việc này là nó, một ngày nó có đến một cái khu chợ đó, tự nhiên người ta đang bu đông, rất là đông, bu để người ta chứng kiến một cái điều, đó là có một anh chàng ảnh quảng cáo về trái tim của anh. Anh móc trái tim, anh ra đưa với tất cả mọi người là anh nói là tôi là một trái tim hoàn hảo và đẹp nhất trên thế gian này, bởi vì trái tim tôi chưa bao giờ có vết sẹo. Có nghĩa là thông thường chúng ta hay mà tôi thấy đi đâu tôi thấy tâm ở trên vai hay vẽ trên tường cái trái tim, cái nó chọt cái mũi tên qua cái nó chấm 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 chấm, cái đó là cái gì vậy? Cho nên anh này á, một sự thật các vị, cái trái tim này hoàn hảo ở góc độ là chưa có một chấm máu nào hết, chưa có một sự vết thẹo nào hết, chưa có nghĩa là trái tim chưa bao giờ một lần tan vỡ, đại khái là vậy. Thì lúc đó anh đang tự hào và mọi người nhốn nháo rằng, mọi người nói đúng rồi, trái tim anh là đẹp nhất. Thì lúc đó có một cái bà già bà chống gậy, bà lượm thượm đi tới, bà dần dần bà nói là trái tim anh chưa đẹp bằng tôi. Lúc đó bà già bà cũng móc cái trái tim anh ra. Trái tim bà đó vô số vết hằn, nó vừa thẹo, nó vừa lỗ, nó vừa khuyết, nó vừa lòi, nó vừa đủ thứ hết trơn trời. Nhưng mà vẫn nói mọi người trái tim tôi đẹp hơn anh. Lúc đó mọi người lặng hơ và trước cái thái độ của bà. Và mọi người nói trái tim như vậy làm sao đẹp được. Thì lúc đó bà già mới nói với anh rằng, anh có thấy, anh có nghi ngờ về trái tim tôi không? Nó là thật ra tôi thấy, nhìn trước tôi thấy trái tim bà không thể nào đẹp hơn trái tim tôi được. Thì lúc đó bà già mới nói rằng, sở dĩ anh biết tại sao trên trái tim tôi có nhiều vết hằn không? Anh biết rằng trong cuộc đời, mỗi một người đến với tôi đều cắt một mẫu tim của mình cho người ấy. Người ấy cũng cho lại tôi một mẫu tim, nhưng mà hai cái điều này nó không có bằng nhau, cho nên nó tạo nên cái vết khuyết trong tim tôi. Mẹ cha tôi cho tôi một mẫu tim và tôi cũng cho lại cái mẫu tim cho cha mẹ tôi, nhưng mà mẫu tim mẹ cha tôi lớn hơn, cho nên khi ráp vào đây tôi trở nên một vết lồi. Tôi đã từng cho con tôi nhiều mẫu tim như vậy, con tôi chọn tôi lại mò nhỏ hơn, cho nên tạo nên những vết khuyết. Trong cuộc đời tôi có những lúc tôi cho từng mẫu tim tôi đến chết mất rất nhiều người, nhưng mà có những người không có cho tôi lại những tim nào, cho nên trở thành vết khuyết. Và cuộc đời như vậy, mẫu tim này tôi đã san sẻ với biết bao người, cho nên trái tim nó đã trở nên những vết hằn, vết lồi, vết nở. Nghe qua câu đó, anh này cảm thấy xúc động quá trình, và anh ta cảm thấy trái tim bà tuyệt vời thật. Và lần đầu tiên anh ta lấy, anh ta cắt anh ta một mẫu tim, anh ta gáp vào tim của bà.
và bà lúc đó bà cũng cắt một mẫu tim của bà để ráp vào tim anh, và lần đầu tiên trong cuộc đời vớt tim anh. Nếu chúng ta nghe qua câu chuyện này, Đức Phật chúng ta là người có trái tim tan vỡ. Tôi muốn nói là nói cái đó. Xin thưa với tất cả các vị, cái điều này để các vị thấy rằng, nếu chúng ta, giống như từ đầu tôi đã nói, chúng ta có một trái tim hoàn hảo với tính cách là để tự khoe với mình rằng trong cuộc đời này mình sống hoàn toàn tốt đẹp, hay là mình sống hoàn toàn thanh cao, mà cái thanh cao đó không làm gì được cho cuộc đời này, ý nghĩa gì ở đâu? Sự thanh cao đó có ý nghĩa gì? Thanh cao đó chỉ làm kiển mà chưng ở trong cái nơi triển lãm mà thôi. Tất cả nó có ý nghĩa vậy. Cho nên ở đây hoàn hảo một trái tim, mà trái tim như vậy nó trở nên tính ích kỷ, tự tôn, tự đại, tự cao, tự hãnh diện. Tất cả những cái đó không có giá trị gì. Một trái tim ở đây chúng ta thấy rằng, trong cuộc đời chúng ta, người làm cha làm mẹ đã từng tan vỡ với biết bao lần trái tim của các con. Những người vợ, người chồng thủy chung đã từng tan vỡ biết bao lần cho sự hạnh phúc của gia đình. Và những người từ thiện trên thế giới, những người có trái tim thương yêu đồng loại đã tan vỡ biết bao lần cho biến cố cuộc đời đã xảy ra với thân phận của vô số người chết sống hạnh phúc và đau khổ trong cuộc sống này. Vì vậy chúng ta không thể nào có một cái trái tim mà gọi là hoàn hảo để tự khoe như vậy được. Trong cuộc đời này, nếu chúng ta đã từng có trái tim tan vỡ thì chúng ta mới có tình yêu thật, có sự hy sinh thật, có biết đến thân phận mọi người thật, và lúc đó mới sống thực trên cuộc đời này. Và như vậy, đối với Đức Phật, tôi nghĩ Đức Phật là trái tim vô số vết hằn. Đó là được. Và tôi tin rằng ở trong hội trường này, các vị là những mẫu tim lồi lỗ, chứ không thể là hoàn hảo mà chưa có lỗ nào. Như vậy thì tất cả những cái điều này với cái đề tài tình người tâm Phật, tôi muốn nói ra đến những điều rất là thật trong cuộc đời. Đừng tưởng tượng diệt Phật như cái việc gì xa xôi. Diệt Phật được hình thành từ vô số hành động của một chúng sinh có tính người, có lương tâm, có đạo đức, để dung tố nên một công đức, một cái tư cách và một cái đạo đức, một từ tâm của một vị Phật. Tất cả chúng ta đừng tưởng tượng xa xôi diễn cảnh này với cuộc đời này, mà là một người Phật tử, một người có trái tim nhân ái, có đầy đủ hiểu biết và có đầy đủ tình người, thì làm tất cả những gì tình người, các vị làm việc của tình người là các vị làm việc Phật. Chúc tất cả các vị hoàn thiện cái công việc của một tình người để là một vị Phật tương lai. Hay là... Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể đại chúng, chúng con xin cảm ơn Thầy và mời Thầy được nghỉ 15 phút. Con kính mời đại chúng nghỉ giải lao trong vòng 15 phút, và những đại chúng nào có những câu hỏi hay là thắc mắc về đề tài có thể đưa cho con hay là các bác. Và chúng, và viết vào giấy để gửi cho con sẽ kính trình lên Thầy để Thầy giảng trạch cho chúng ta cùng nghe. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, kính bạch Thầy, kính bạch Sư Tôn Đức và toàn thể đại chúng. Chúng con có nhận được những câu hỏi, còn ai có những câu hỏi để gửi lên cho con, để con trình lên Thầy để mình cùng nghe Thầy giảng. Kính bạch Thầy, tới bây giờ là con nhận được tổng cộng là 9 câu hỏi. Con sẽ lần lượt đọc hết tất cả những câu này và sau đó kính trình lên Thầy để tùy nghi Thầy giảng trạch. Và câu số 1. Kính thưa Thầy, con là một sinh viên năm thứ 2 của đại học. Việc làm bán thời gian của con là làm trong một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về bệnh ung thư bằng cách chích những cái virus ung thư vào con chuột và nghiên cứu. Nhiệm vụ của con là lúc con chuột nó bị bệnh ung thư xong, nó sắp chết, thì con phải chích để cho nó tránh khỏi cái cơn bệnh hoành hành. Con cảm thấy con bị tội sát sanh. Nhưng mẹ con và ngoại con có dạy con nên cầu nguyện Phật gia hộ cho nó được vãng sanh.
Xin Thầy từ bi giải thích dùm con phải làm sao để không bị tội sát sanh. Con không thể nghĩ làm được vì đó là một phần của thiệt học của con. Câu hỏi thứ hai, tất cả có hai phần nhỏ. Bạch Thầy, hoan hỷ từ bi giải thích các câu hỏi sau. Gần đây có lập luận cho rằng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà là một. Xin Thầy xác định và giải nghĩa qua lý và sự. Câu hỏi thứ hai, giết người trong mộng có phạm giới sát sanh không? Con không hiểu giữa mộng và thực trong tôn giáo Phật giáo có điểm nào ngoại lệ không? Ngày nay khoa học đã nghiên cứu khảo sát về Phật giáo, đã phát hiện và nhìn nhận Đức Phật đã nói rất đúng qua sự tiên đoán. Ngoài khoa học, lý thuyết Phật giáo cũng được áp dụng về mặt ứng dụng trong quan điểm xử lý công quyền. Xin Thầy khai triển các thí dụ cụ thể nếu có thể được. Kính chúc Thầy mọi như ý và hoàn thành nhiệm vụ hoằng pháp độ sanh. Câu hỏi thứ ba, A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, chúng con nghe Thầy vừa giảng không phải cầu Phật để Phật ẩm về cõi Phật. Vậy chúng con niệm Phật A Di Đà để cầu Phật rước về phương Tây. Nếu khi lâm chung niệm Phật A Di Đà có được vãng sinh hay không? Kính xin Thầy từ bi giảng dạy cho chúng con được hiểu A Di Đà Phật. Cảm ơn Thầy. Kính bạch Thầy, con là đệ tử, con cũng giúp đỡ người, vẫn yêu thương cha mẹ, gia đình, từ tâm từ bi giúp đỡ mọi người. Song vì không có khiếu ngôn từ ăn nói vô tình, làm người khác suy nghĩ, vì lời nói của mình mà tổn thương, đau khổ, có thể tự vẫn. Vậy con không biết đâu là tình người tâm Phật, bạch Thầy giảng giải. Bạch Thầy, con nghe trong kinh Phật, Hòa Thượng Tịnh Không giảng, 50 năm trở lại đây, con người nhiều thống khổ, cảm giác không an tọc, không an toàn cho thế giới này, có nhiều tai nạn xảy ra cho toàn thế giới. Duy nhân an toàn nhất là ở đâu? Chúng con là Phật tử, cần phải làm gì để cứu vãn cho cả thế giới? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con làm thế nào để cứu cho toàn thế giới bớt tai nạn, bớt khổ đau. Xin cảm ơn Thầy A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính xin Thầy giảng dùm một câu hỏi. Tại sao Đức Phật xuất phát từ nước Ấn Độ, nhưng sao người dân ở đó cứ nghèo khổ và lạc hậu như một số vùng người dân sống với chuột và tôn sùng chuột? Cảm ơn Thầy. Kính thưa Thầy, xin Thầy giảng rõ về sự hiện hữu của địa ngục và thiên đàng. Hai nơi này là thật có, hiện hữu với kích thước hoặc nơi chốn, hay là chỉ trong chiêu cảm của tâm thức của mỗi con người? Xin Thầy nói cho chúng con biết hai nơi thiên đàng và địa ngục trong Đạo Phật. Xin cảm ơn Thầy. Kính Thầy, con có nói chồng con đi chùa, đi nghe giảng, nhưng chồng con nói còn trẻ chưa già, chưa muốn đi tu, chưa chuẩn bị tinh thần. Xin Thầy cho lời chỉ dạy. Cảm ơn Thầy. Dạ, thưa đây là tất cả những câu hỏi con kính trình lên Thầy để tùy nghi Thầy giảng trình. Lấy từ câu thứ nhất đi, bắt đầu từ câu một sách lại nha hả? Dạ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những câu hỏi các bác vị. Tất cả câu hỏi này đều là rất hay. Trước khi chúng tôi trả lời thì chúng tôi nói thế này. Tôi thì cũng là người học tu như các vị. Tôi không phải là một bộ bách khoa từ điển toàn thơ. Vì vậy, trong cái khả năng nào tôi có thể trả lời được theo khả năng của tôi, thì tôi trả lời hết sức mình trong cái sự hiểu biết và kiến giải. Phần còn lại thì nhờ các vị hiểu thêm, và có thể cái nào chưa thỏa mãn lắm, các vị có thể đi thưa hỏi với các vị tôn túc thêm để chúng ta nắm rõ vấn đề. Còn tất cả đây tôi xin trả lời với tất cả những gì tôi hiểu biết được những vấn đề mà các vị nêu ra. Bắt đầu từng tự từ câu hỏi thứ nhất, chúng ta chưa trả lời thì nào hết giờ thôi. Giờ thời gian buổi chiều nay cho còn lại là mấy giờ? Tới nào? Tới giờ nào cũng được nha, đại chúng chấp nhận mấy giờ?
tới bốn mùa đâu. Chân thành cảm ơn các vị. Tất cả câu hỏi các vị rất hay, nhưng mà liệu biết tôi có trả lời được trọn vẹn không thì tôi xin trả lời từng lần như thế này. Câu đầu tiên là con là một sinh viên đang đi làm trong một cái phòng thí nghiệm. Khi các chuột bị chích thuốc để thí nghiệm xong là sao cô nó đọc hay quá tôi đọc không chạy nè. Là con phải chích để cho nó chết để khỏi bị đau đớn. Con cảm thấy phải bị tội sát sinh, như con có cầu nguyện Phật gia hộ cho nó được làm người. Xin thầy từ bi giải thích dùm. Xin thưa với các vị, câu này tới với hai phương diện. Thứ nhất thì bây giờ các vị nói là chích để cho con chuột chết, rồi sau đó mình cầu nguyện nó làm người, thì cái việc này các vị làm theo cái vấn đề từ tâm các vị thì tốt thôi. Làm người được hay không là tùy đó. Nếu đặt vấn đề ngược lại, tôi chích các vị để tôi nguyện cho các vị được làm cái gì đó sau này, thì các vị liệu có được hay không? À, vấn đề này là tôi đặt một vấn đề ngược với cái điều này. Việc làm nó được hay không tùy cái duyên nghiệp, nhưng nó cũng là một cái điều nhân quả. Nhưng xin thưa các vị, công việc chúng ta đang làm về mặt nói chuyện phạm sát sanh dĩ nhiên là có, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng trong cuộc đời tương đối, cuộc đời tương đối này nếu nói làm tất cả những cái gì mà không đụng chạm đến việc sát sanh thì chỉ có ngồi phăng tay niệm Phật và chết. Xin thưa các vị, không chuyện gì mà không động chạm đến điều khác cả. Bác sĩ trị bệnh thuốc cũng vậy thôi. Nhưng mà các vị phải thấy rằng trong cuộc đời tương đối, chúng ta làm tất cả những gì không vi phạm đạo đức, không vi phạm luật pháp là đã quá tốt rồi. Còn vấn đề can dự đến chúng sinh là vấn đề từ học thuyết trong Phật giáo, trong thành quy chế của mỗi con người. Quan niệm của Phật giáo cho rằng tất cả sinh mạng đều phải tôn trọng, biết chúng sinh là có nhân quả. Vấn đề đó, nhưng mà có những người đã làm vật giữ nhân, một vài học thuyết khác. Như vậy thì ở phương diện này, chúng ta sống là con người là như tôi nói, không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức là tốt. Nếu sống hơn được nữa trong Phật pháp, chúng ta hạn chế được tất cả những sự sát sanh được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Trên cuộc đời tương đối không trực tiếp cũng gián tiếp, chúng ta đều vi phạm điều đó cả. Có những người trực tiếp trong phòng y học thì làm điều đó, những người thừa hành cái thuốc đó thì sao? Tất cả chúng ta đều có sự cộng hưởng tượng trưng, tương quan. Nhưng mà xin thưa các vị, hạn chế được ở mức độ tối đa thôi. Trên nguyên tắc con người vẫn là một sinh linh tối thượng. Nếu đem ra để giết một con người và giết một con bò hay là muốn giết một con gà thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng chấp nhận thí con gà để cứu lấy một con người, đúng không? Cho dầu là 100 con gà nữa. Như vậy việc nguyên tắc con người vẫn là một chúng sinh tối thượng nhất. Như vậy ở phương diện này, giết một con chuột hay là làm để con chuột để nghiên cứu, để cứu người, việc làm này tôi đã không nói là không có tội. Nhưng tội để kết tội điều đó thì so lại với cái tâm nguyện của người làm thì chưa đáng để chúng ta chấp. Về vấn đề căn bản của như thế này, và nhân quả nếu chúng ta vi phạm trong con chuột, con gà, con vịt vân vân, tất cả những cái đó ở mức độ tương đối thì một con người bình thường như chúng ta vấp phải không đáng quan ngại. Nhưng tôi nói là không phải không có nhân quả, mà những nhân quả đó chúng ta có thể tách bồi được một lý do nào đó. Và trong cuộc đời chúng ta làm biết bao nhiêu công đức, hay là chúng ta đã từng làm biết bao nhiêu cứu biết bao người. Nếu chúng ta giết con chuột này, chúng ta cứu một mạng người hay hàng trăm ngàn mạng người khác thì điều này như thế nào? Như vậy ở phương diện, tôi không nói là hành động đó không tội, mà đắc đổi để cứu cái tội, vì cái tội đó mà cứu lấy con người khác, chúng ta bỏ lên sòng cân, cái nào nặng chúng ta sẽ lấy. Như vậy cái nào nặng? Như vậy thì ở phương diện thưa các vị, làm là có nhân quả, nhưng nhân quả với những việc đó đó thì ở một mức độ thôi. Nhưng mà để vì sợ mà chết con chuột mà bỏ chết một con người, cái nào đáng trách hơn? Ở đây chúng tôi nói để các vị tự phân tích, tôi không phủ nhận nhưng không đồng tình. Ở đây các vị cứ thấy rằng những việc nào tăng lên, cái nào nặng cứ việc làm, nhưng con người là quan trọng nhất. Như vậy cái việc sát sanh hạn chế được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Còn nói sát sanh, tất cả chúng ta đều có sát sanh trực tiếp gián tiếp hết, nhưng những nghiệp quả của nó mang với tất cả những chúng sinh đó không có vấn đề gì quan ngại lắm. Ở chỗ là đời chúng ta có học, có tu, có nhiều công đức và còn làm nhiều hơn việc tốt nữa kìa. Còn nếu nói tuyệt đối không gia chạm để mang tính cách hình thức của một việc mà trong Phật giáo thì thiệt các vị chỉ có ngồi một chỗ, đừng ăn, đừng uống, đừng di động, đừng gì hết, tất cả thì chúng ta mới không vi phạm được tất cả mọi điều thôi. À,
A Di Đà Phật. Câu này trả lời bạch thầy Quan Hỷ giải thích thì con gần đây có lập luận cho rằng Phật Thích Ca và Phật Di Đà là một, xin thầy xác định và giải nghĩa qua lý và sự. Giết người, xin lỗi, câu hai là giết người trong mộng có phạm giới sát sinh không? Xin thưa các vị, câu một cho rằng Phật Thích Ca Phật Di Đà là một, thì xin thưa các vị, đứng về mặt lịch sử, Phật Di Đà là truyền thuyết. Truyền thuyết này từ kinh điển để ghi tả lại là do Phật Thích Ca nói lại. Bởi vì Đức Phật Di Đà là một quá khứ Phật, chứ không phải nằm trong hiện kiếp này. Còn nói về một á, thì một ở đây gì? Không phải Phật Thích Ca với Phật Di Đà là một, mà ta với các vị đó cũng là một nữa. Đứng về tánh thể không khác nhau. Cho nên có một vị thiền sư đến gặp một cái hỏi một vị tu tịnh độ, hỏi như thế này: xin thưa ngài, Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Thì lúc đó vị này tu mới nói: dạ mô Phật, Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Thì cái hỏi vậy là ông bao nhiêu tuổi? Nói: dạ tuổi tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Như vậy thì Di Đà là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Và sau này chúng ta tôn trọng hơn nữa cái ý nghĩa là vô lượng công đức, là do người sau chúng ta tôn trọng, chúng ta bổ sung thêm. Căn bản nghĩa Amitabha chúng ta dịch từ trong kinh A Di Đà là chúng ta đã định nghĩa trong kinh A Di Đà rồi. Nói Di Đà nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. Như vậy chỉ có Phật Di Đà mới vô lượng quang và vô lượng thọ à? Đứng về tánh thể công đức mà nói, tất cả các Phật là như nhau. Còn về lý mà nói, không nghiêm Phật Thích Ca, Phật Di Đà, ta cũng vậy. Như vậy, người học tu theo tịnh độ có nghĩa là giữ cho mình một phương thức hành trì theo y như những gì tịnh độ đã dạy. Nếu các vị hành trì đúng như vậy, dầu là mặt sự vẫn có một giá trị rất lớn. Nếu đứng về mặt lý thì không thiền, không tịnh, không gì cả. Nhớ, còn đứng về phương diện của phương tiện, thiền, tịnh, tất cả, nếu đã có một tông chỉ, một danh nghĩa, đều là phương pháp, phương tiện của chúng ta. Như vậy, về căn bản, tôi chia sẻ với các vị ý nghĩa của câu này như thế. Giết người trong mộng có phạm giới sát sinh không? Xin thưa các vị, tôi còn nhớ một cái câu thơ ở trong, hình như là một cái câu ở trong gì đó tôi không biết, mà trong bài hát nào đó, là làm sao giết được người trong mộng. Nếu không giết được lấy gì mang tội à? Nhưng mà các vị phải thấy như thế này, giết người trong mộng á, thật ra về tội nó không có, nhưng mà chúng ta cần phải xét lại là như thế này: chúng ta có tác ý đến sự kết liễu mạng sống của ai hay không để mới có một cái hành động trong mộng này. Nếu chúng ta đã có tác ý mà chúng ta chưa thực hiện để dẫn đến cái điều là có mộng, thì chúng ta cần phải sám hối và tu ý nghiệp của mình. Bởi vì nghiệp nó có ba: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Chúng ta ở đây nếu có tác ý để dẫn đến nằm mơ thấy như vậy thì chúng ta phạm tội về ý nghiệp mà cần phải sám hối từ ý. Nhưng tác động từ ý thì ý nghiệp nó nhẹ, bởi vì chưa ra hành động à, nó phải có hành động, có một đối tượng kết liễu nữa. Chúng ta đọc trong Bồ Tát Giới, chúng ta thấy rằng một hành động đó từ tác ý rồi có đối tượng rồi phải đi đến sự hoàn tất kết liễu vân vân mới thành tội. Như vậy ở đây khi mà nếu chúng ta xét lại có ý nghiệp thì nên sám hối và tu. Còn nếu cái này là mộng bâng quơ gì đó do chúng ta mệt mỏi hoặc mới xem truyền hình đao kiếm gì đó rồi chúng ta bây giờ nằm chỉ bao lại, thì tất cả những cái đó chúng ta cần chánh niệm lại chút thôi, bởi vì tâm chúng ta loạn xạ tùm lum tà la thì vấn đề này không có kết tội. À, kính bạch thầy, con vừa nghe thầy giảng không cả cầu Phật để Phật ẵm mình về cõi Phật, vậy chúng con niệm Phật A Di Đà để cầu Phật rước về Tây Phương, nếu khi lâm chung niệm Phật A Di Đà có được giảng sanh hay không? Kính xin thầy từ bi giảng dạy cho chúng con được hiểu. Cái cảm giác câu này giống như gậy ông đập lưng ông vậy ha. Xin thưa các vị phải hiểu rằng người tu tịnh độ phải hiểu như thế này: ý nghĩa nguyện vãng sanh theo tịnh độ nó mang tới cách tu nhân quả.
các vị đã nguyện giảng sanh rồi, phải có tiếp hay không? Nhân quả các vị vẫn đi mà. Các vị nghe tôi giảng cái bài cốt tủy người tu tịnh độ, và giờ nay tôi giảng nhiều bài giảng về tịnh độ, trong đó có bài là niềm tin tịnh độ, tôi đã phân tích. Chúng ta đừng hiểu lầm giữa chữ thiền, giữa chữ niết bàn và tịnh độ. Nếu tất cả chúng ta hiểu lầm chữ niết bàn và tịnh độ mà chúng ta nói giống nhau thì thật sự giả suốt đời không xong được tịnh độ. Chúng ta nói cõi niết bàn là trật, mà chúng ta nói cõi tịnh độ thì đúng. Niết bàn không có cõi. Niết bàn là một cái trạng thái của một người tu tập khi không còn dính mắc với tất cả những duyên trần nhiễm ô, tất cả những phiền não rột rữa. Tự thân người này thân chứng niết bàn, không có giới hạn ở đâu cả, dầu người đó ở đâu là niết bàn ở đó. Và niết bàn này cùng khắp không gian, khắp thời gian với những bậc tu đắc đạo hoặc những người thanh tịnh tuyệt đối. Còn tịnh độ không phải vậy. Tịnh độ là một cõi nước hoàn toàn. Như vậy cõi nước này là sao? Ở đây chúng ta có thấy cõi nước là phàm thánh đồng cư nè, phương tiện hữu dư nè, cái gì nữa, thật báo trang nghiêm nè, thường tịch quan. Rồi về phương tiện kia nữa, tôi đã giảng điều này trong là tìm hiểu bài đặc điểm Kinh A Di Đà, tôi đã giảng rồi. Nó có phần giai cấp, tôi nói giai cấp nhưng thật sự ở đó không phải giai cấp là nghèo hiếp giàu hay là mạnh hiếp yếu, mà giai cấp đây là tùy công đức của mỗi người đã được giảng sanh vào trong cửu phẩm liên hoa, phải không ạ? Như vậy cái sự khác biệt về từ ở hạ phẩm hạ sanh hay là thượng phẩm thượng sanh là nó căn cứ vào cái công đức tu hành và phước báo của các vị. Như vậy ở đây khi chúng ta học tu, chúng ta nói là con nguyện sau này con vãng sanh, mà nói là tới nghiệp vãng sanh, có những người không thừa nhận. Và cái điều này do hiểu tịnh độ như thiền, cho nên là tịnh độ như niết bàn, cho nên chúng ta mới thắc mắc chỗ này. Nếu một người học tu tịnh độ, các vị niệm Phật suốt một cuộc đời mà các vị chưa bao giờ nguyện, tôi đố các vị giảng sanh đó. Tôi dám cam đoan luôn. Và tôi đặt một vấn đề nữa, xin thưa các vị, không phải tu tịnh độ là tối ngày cứ cầm chuỗi vậy, A Di Đà Phật rồi để được giảng sanh tịnh độ. Tôi không có niệm Phật, nhưng mà tôi đi từ thiện suốt ngày hôm nay. Tôi không có niệm Phật, nhưng mà tôi tụng kinh Pháp Hoa. Tôi không có niệm Phật nhưng mà tôi chăm sóc cha mẹ. Nhưng mà tối đến tôi nói là con nguyện đem tất cả những công đức lành con có làm được hôm nay, xin nguyện hồi hướng trang nghiêm về Tây Phương tịnh độ. Nguyện khi xả báo thân thì được vãng sanh gì đó. Vãng không? Tất cả những hành động đó nó đều trở thành nhân tố của các vị về tịnh độ hết. Như vậy Phật Di Đà tiếp dẫn hay không là cái vấn đề đó. Theo tông chỉ để hướng dẫn, nó có một tính cách là ấm lòng các vị. Thực tế nhân duyên này các vị tu nhân quả, tu nhân tịnh độ để về tịnh độ. Chúng ta chưa hết phiền não, bởi sao vậy? Đó là một thế giới giống như là chúng ta tái sanh cõi trời hay là tái sanh cõi người, cũng là một môi trường, nhưng môi trường này nhiều nhiễm duyên quá. Nhờ giảng sanh tịnh độ, ở nơi đó có nhiều thiện tri thức và nơi đó ít bị ràng buộc bởi phiền não để tiếp tục tu hành. Như vậy về tịnh độ không có nghĩa thành Phật. Người đắc niết bàn là có thể khả năng thành Phật, nhưng mà về tịnh độ không có điều đó. Nhưng con đường thành Phật của tịnh độ là so với trần gian này dễ hơn trăm ngàn triệu lần, bởi vì chúng ta còn dẫy đầy phiền não mà bị cám dỗ hoài sao tu. Ở trong chùa muốn tu hoài thì màu đến gõ cửa hoài sao tu. Ví dụ như vậy, xin thưa các vị, câu đó có thể là xin lỗi các vị. Tôi muốn nói như vậy là có nghĩa là trần gian này rất nhiều nhiễm duyên, cho nên những người cứ tự thấy rằng mình đầy dẫy phiền não như thế này, làm sao mình vãng sanh tịnh độ? Có người thắc mắc vậy, tại sao không vãng sanh được? Vãng sanh tịnh độ nó không mang cái nghĩa là giải thoát như một người giác ngộ niết bàn. Ở đây là cái mấu chốt mà chúng tôi muốn giúp với các vị. Cho nên ở đây thật ra phương thức của đạo Phật mang tính cách ai tự tu người đã tự giác ngộ lấy. Nhân quả này các vị tự gieo, các vị tự vãng sanh lấy. Phật Di Đà là một công đức của các vị, Phật có đến tiếp càng tốt, không đến tiếp nhân tố này vẫn giảng sanh về nước của Ngài. Quy luật gieo nhân tịnh độ về tịnh độ, các vị đã nguyện tất cả công đức như vậy rồi mà. Vì vậy các vị tại sao chẳng ngờ rằng trong Kinh Di Đà có câu là bất khả dĩ tiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh tỷ quốc. Chúng ta nghe vậy chúng ta không có cảm giác rằng mình có nhiều thiện duyên hay là phước đức hay không. Ăn chay cũng là phước đức các vị, tụng kinh gì cũng là phước đức, công việc của cuộc đời là phước đức, ngồi niệm Phật như vậy để được vãng sanh, thật sự đó là một cách tu tiêu cực.
Nhưng mà chúng ta đem tất cả những hành động tốt trong cuộc đời này, tu hành mỗi phương diện để hồi hướng trang nghiêm tịnh độ và niệm Phật, trong đó trong đời sống tu hướng về tịnh độ là một tịnh độ tích cực. Như vậy ai chỉ có nghĩa là ngồi niệm Phật hoài để mong được giảng sanh, người đó tiêu cực lắm. Nhân tố dẫn giảng sanh nhưng tiêu cực lắm. Bởi vì chúng ta chưa hiểu, chúng ta nghĩ niệm Phật Di Đà mới được Phật trước, còn niệm Phật Thích Ca Phật Di Đà bỏ lại à. Chúng ta không có như vậy. Trong đĩa niệm Phật những điều cần biết tôi đã chia sẻ các vị rồi, các vị về xem lại đó. Ý nghĩa câu trả lời này chúng tôi giải quyết các vị đến đây. Con là đệ tử ai, đệ tử Phật hay đệ tử thầy nào, con cũng giúp đỡ người. Đúng ra cái này là con là Phật tử. À, con cũng giúp đỡ người, vẫn yêu thương cha mẹ gia đình, từ tâm từ bi giúp đỡ mọi người. Xong vì không có khiếu ngôn từ ăn nói, vô tình làm người khác suy nghĩ vì lời nói của mình mà tổn thương, đau khổ có thể tự vẫn. Vậy con không biết đâu là tình người tâm Phật, bạch thầy giảng giải. Cái câu này hơi mâu thuẫn chút xíu các vị. Các vị đã giúp đỡ người các vị yêu thương là tình người rồi. Còn khẩu nghiệp các vị không khéo là phương diện khác, ở chỗ là các vị không có tâm ác. Nhưng mà tại vì chúng ta dụng về trong ngôn ngữ, như vậy dụng về ở đây không xuất phát từ cái cố ý mà nói cho người ta chết, mà vì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta thiếu phước về vấn đề một lời nói nhẹ nhàng yêu thương và lời nói thông suốt. Như vậy người này hiểu được điều này phải cẩn thận lại lời nói, để cân nhắc lại nên nói và không nên như thế nào. Hai nữa đó là chúng ta phải sám hối về khẩu nghiệp của mình. Khi chúng ta thành tâm sám hối và biết rằng mình không có những lời yêu thương mà vô tình làm như thế này, thì hạn chế nói lại một chút và cố tu hành và điều chỉnh ngôn ngữ lại một chút, thì chúng tôi nghĩ rằng các vị có thể khắc phục được chuyện này, bởi vì lòng các vị đã tốt rồi. Bây giờ một phương diện đó thì chúng tôi nghĩ là không khó với chúng ta, cần nên kiên nhẫn hơn trong cái điều này. Còn về tình người các vị đã có tâm Phật như thế à, các vị đã tốt rồi. Ở đây cần phải khắc phục về khẩu nghiệp một chút mà thôi. Đọc thêm nhiều sách vở giúp cho chúng ta trao luyện về ngôn ngữ, những cái sách về nói yêu thương, những bài thơ, những nhiều tập thơ, tập văn, nó giúp chúng ta có nhiều ý, nhiều mỹ từ, nhiều danh từ, danh ngôn. Nó giúp chúng ta có thể diễn tả được một cái điều nhẹ nhàng, tốt đẹp hơn. Qua quá trình ở đây, mỗi người, người nào mà như thế này phải tự đào luyện và cải hối lấy. Chúng ta kiên nhẫn, ai có cái khả năng kiên nhẫn tốt, thực hiện tốt thì cái này kết quả nhanh. Còn yếu thì chậm, nhưng đều có kết quả nếu chúng ta cố gắng. A Di Đà Phật. Bạch thầy, có nghe trong kinh Phật Hòa Thượng Tịnh Không giảng 50 năm trở lại đây, con người nhiều thống khổ, cảm giác không an toàn cho thế giới này, có nhiều tai nạn xảy ra cho toàn thế giới. Di dân an toàn nhất là ở đâu? Chúng con là Phật tử phải làm gì để cứu vãn cho cả thế giới? Vậy xin thầy chỉ dạy chúng con làm để cứu cho toàn thế giới, giảm bớt tai nạn, bớt khổ đau. Xin thưa các vị, cái câu này thì tôi cũng không chắc rằng ở nằm đâu, tôi chưa được biết. Nhưng mà các vị, cái câu mà các vị di dân an toàn nhất, có phải các vị nói là mình đang di dân an toàn ở nước Mỹ không? Xin thưa các vị, trên thế giới này tất cả mọi nơi chỉ là tương đối. Không phải 50 năm trở lại đây mới có tai nạn hay là nhiều thứ. Xin thưa các vị, suốt một quá trình hình thành phát triển bài trái đất, chúng ta đã biết bao nhiêu thế giới, bao nhiêu lâu đài, bao nhiêu thành phố đã chìm trong lòng biển, trong lòng đất rồi. Bao nhiêu nền văn minh đã đi vào trong quá khứ rồi. Và bao nhiêu con người đã chết và sống dưới núi lửa thiên tai này rồi. Xin thưa các vị, thế giới là một sự thật như vậy. Không phải thời này mới có, mà muôn đời đều có. Quá chăng tại sao chúng ta bây giờ biết quá nhiều là nguồn thông tin quá tốt. Ở nước Mỹ mới có bị cái gì đó, cái gì sập hai ngôi tòa nhà là vài phút sau Việt Nam đã biết rồi. Ngày xưa Việt Nam muốn biết được chuyện ở Mỹ như vậy ít nhất cũng 3 tháng, có phải không? Nếu không có những thông tin như vậy,
Bây giờ thông tin trên đại chúng cả thế giới mà nó lên có một cái truyền hình bi lớn à. Các vị biết thế giới này nó bi lớn, mỗi một ngày bao nhiêu tai nạn, một ngày bao nhiêu điều xảy ra. Ngày xưa chúng ta đâu có truyền hình để chúng ta được biết nhiều chuyện trên thế giới vậy. Bây giờ nhờ truyền hình cho nên ở đâu người ta cũng đăng tin, nơi này nơi kia chúng ta lên, cho nên thông tin cả thế giới mà nó gom lên cái truyền hình không nhiều sao được. Các vị phải còn tỉnh này không? Các vị phải suy nghĩ đi. Cả thế giới mà gom lên có một cái tin thời sự thế giới chừng mười mấy 20 phút đó đó mà không nhiều sao được. Còn ngày xưa muốn biết được chuyện đó phải 3-4 tháng sau rồi, cả năm sau rồi. Có khi không có cơ hội, không có lý do để biết nữa. Như vậy thì sao? Như vậy việc tai nạn trên thế giới này xảy ra rất là nhiều, từ quá khứ đến bây giờ. Nhưng có một điều, trong thời gian thực tế này, do các nhà khoa học đã phát minh ra, đã chế tạo nhiều thứ để tiện nghi, để phục vụ cho nhu cầu con người, thì xin thưa các vị, bất cứ một nhu cầu nào của chúng ta đều có lỗi lầm phía sau đó. Vì vậy càng chế tạo ra nhiều cái nhu cầu thì có nhiều cái lỗi lầm phát sinh ở phía sau mà thôi. Đây là quy luật cuộc đời. Như vậy xưa kia người ta làm thế nào cũng tai nạn, bão lụt, mọi thứ nó theo cái thời đó. Bây giờ thì nó có theo thời bây giờ. Nhưng mà khác hơn một chút, chúng ta bây giờ quá nhiều tiện nghi, cho nên quá nhiều lỗi lầm phía sau đó mà thôi. Vấn đề này là vấn đề là cái gọi là cái đi sau những điều này là phải có. Những cái vấn đề này phải có, những vấn nạn phía sau này phải có. Đó là quy luật cuộc đời. Như vậy đất nước nào mà càng nhiều nhu cầu lại càng nguy hiểm hơn nữa. Ở đây chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đây cái thế giới an toàn á, xin thưa các vị, nếu theo học tu thì đó thế giới tịnh độ an toàn nhất á. Nhưng mà các vị nhớ kỹ như thế này, có nhiều người nói thưa thầy, con chưa muốn về tịnh độ. Ở chỗ là bây giờ con còn thích xe, thích nhà lầu, xe hơi vân vân, tiện nghi, vật chất, tình cảm, mọi thứ trên cuộc đời này quá, con muốn tu để trở lại làm người. Xin thưa các vị nói vậy cũng như đúng nhưng mà không đúng. Các vị đừng nghĩ rằng khi mình về tịnh độ mình cũng còn những cái ước muốn như là một chúng sinh trần gian này. Đó là tại chúng ta hiểu lầm. Chúng ta thấy rằng xét lại bản thân mình đi. Tôi cho ví dụ thôi, điều này tôi có giảng trong đĩa cốt tỷ người tu tịnh độ rồi. Hồi nhỏ đó, chúng ta chưa có ý thức về giá trị của nữ trang. Người ta đem đến cho các vị cái nhẫn 24 carat như thế này, với một cái nấm kèo như thế này. Đưa các vị chụp nào trước? Kẹo. Sao không chụp vàng, chụp kẹo? Lúc đó, đó cái cảm giác chúng ta là kẹo ăn được mà vàng không ăn được. Nhưng mà khi chúng ta lớn một chút, chúng ta ý thức được điều đó. Người ta đem lên có nửa nắm kẹo với cái vàng như vậy, người ta đưa các vị, tôi xin lỗi, người ta đem ba nắm kẹo như vậy với một miếng vàng y như hồi nãy, các vị lấy nào? Yeah. Sao không lấy kẹo? Chỗ này các vị tự cảm nhận lấy. Nếu một người tu hay là một người giải thoát ở góc độ đó mà còn tất cả những phàm tình như chúng ta, làm sao thành Phật, làm sao giải thoát được? Chúng ta là một phàm phu thì chúng ta còn nhiều như thế, chúng ta cứ nghĩ tất cả ai cũng giống mình à. Chúng ta mê một cái này, chúng ta nghĩ thiên hạ này mê hết à. Cho nên ở đây chúng ta muốn nói như thế là chúng ta mê một cái gì đó là nghiệp cảm của chúng ta với cái đó. Chúng ta yêu thương người yêu của mình, cái chúng ta nghĩ thế giới này đang dòm ngó người yêu mình à. Đâu phải, mình yêu người yêu mình, người ta có người yêu khác. Cái chuyện này là do nghiệp cảm mình đừng tưởng như vậy. Và mình xét lại trong cái quá trình tu học của mình đừng nghĩ lúc nào người ta cũng hay là chính mình tu rồi mình còn vẫn là như vậy. Tự thân các vị một đời các vị đã thấy thay đổi biết bao lần tâm lý, hiểu biết, nhận định, thương ghét, buồn vui, hỷ xả vân vân, các vị đã diễn biến bao lần qua quá trình các vị học tu. Như vậy một con người mà khi giải thoát các vị yên chí, điều đó các vị là tự suy đoán bằng phàm tâm mà thôi, điều đó không phải mang tính cách ứng dụng tu hành. Các vị nào có tu nóng lòng tự hiểu điều này. A Di Đà Phật. Kính xin thầy giảng dùm một câu, tại sao Đức Phật xuất phát từ nước Ấn Độ nhưng sao người dân ở đó cứ nghèo khổ và lạc hậu như một số vùng người dân sống với chuột và tôn sùng chuột? Cảm ơn thầy. Sao vậy các vị? Các vị có suy nghĩ điều này không?
Xin thưa với các vị, những thiên tài trên thế giới không ai mà xuất phát từ một cuộc sống hạnh phúc hết. Kinh nghiệm thực tế, những thiên tài, những nhà giàu thụ bây giờ xuất phát từ những con người chất phát khổ đau, hoặc là nhiều biến cố và nhiều cái ẩn khuất trong cuộc đời. Phần lớn là như vậy. Ở đây là nói về kiếp người bình thường thôi. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, xin thưa với các vị, căn cứ vào sử mà nói, thì ngày xưa Đức Phật quán chiếu căn cơ mới giáng sinh xuống cõi trần này. Và trong kinh điển thường nói là Đức Ấn Độ như là một cái rốt của vũ trụ, là cái trung tâm vũ trụ. Và ở nơi đó là phức tạp nhất, ở chỗ là nơi đó nhiều chúng sinh đau khổ, nhiều học tiết, nhiều này nhiều kia, nhiều thế đó, cho nên mới có ra Đức Phật. Như vậy một Đức Phật lựa nước giàu như thế này để sản sinh ra, thì không có một ý tưởng từ bi và cứu độ một học tiết để giúp đỡ cho nỗi khổ cuộc đời này được. Sinh ra trong một gia đình hoàn toàn hạnh phúc, chúng ta trở nên yếu hèn và bất lực trước mọi cái biến cố trong cuộc sống. Và tệ hơn nữa là chúng ta nhu nhược ở độ là không hiểu được giá trị tiền bạc cho đến mọi thứ trong cuộc đời chúng ta. Nếu hiểu được điều đó, chúng ta phải từng trải qua những biến cố, những cuộc sống, những thế này thế khác, chúng ta mới hiểu được tình người thế này thế nọ. Như vậy Đức Phật ở đây hoàn toàn ra đời với một thế giới nhiều bi đát và nhiều bức bất hạnh nhất, để có một vị Phật, có một học thuyết đầy nhân bản để chia sẻ với tất cả những gánh nặng của cuộc đời trong thời bấy giờ. Và thời Đức Phật đã làm được điều đó. Là Đức Phật, là Đức Phật đã đầu tiên của Đức Phật mà chúng ta thấy là xóa ngăn cách giữa các cái giai cấp. Đó, điều đó điều quan trọng. Và Đức Phật đã làm điều đó mà tôi đã có viết một cái lời bình trong một bộ phim Phật Quốc Ký Sự. Các vị nào có xem bộ phim này và ngay cái chỗ mà Tháp Trà Tì, tôi có viết một cái đoạn ngắn về điều đó. Tôi nói Đức Phật là một nhà cải cách xã hội đầu tiên và rất thành công trên thế giới. Đức Phật đã xóa được những giai cấp đó trong suốt cuộc đời của Ngài và vài trăm năm sau. Nhưng khi rồi sau đó tất cả các học thuyết trở lại là chống đối những người nào bất mãn với những điều này, nó đã lặp lại trên đất Ấn Độ và giai cấp nó đã được lặp lại sự bất hạnh này nữa. Và xin thưa các vị một điều, khi các vị luyện một cái viên gạch xuống dưới nước, chỗ nào chiêu trước, cái chỗ mà chúng ta liền nó nổi trước. Nhưng mà chỗ nào phẳng lặng trước, cũng chính cái chỗ chúng ta liền nó phẳng lặng trước, nhưng mà nó sẽ lan ra các nơi. Phật Pháp cũng vậy, Đức Phật xuất thân từ Ấn Độ đem đến điều đó cho tất cả mọi người. Như vậy về quy luật thì nơi nào đỉnh cao của ngọn núi là sự tuột dốc của bên kia. Học thuyết nào, đạo lý nào, tất cả nó cũng có tính cách giới hạn của nó, cho dù là chân lý. Chân lý không có mang cái nghĩa là ai cũng phải hiểu giống như mình. Sự thật đó, người ta biết là sự thật đó, nhưng không phải ai cũng có thể tôn trọng sự thật. Như vậy, nó tùy vào nghiệp cảm, duyên nghiệp của tất cả chúng sinh để sự tồn tại và phát triển hay là còn và mất của một cái gì đó nữa. Như vậy, chúng ta thiếu đi phước duyên, chúng ta sẽ trở lại với những cuộc sống đau khổ như xưa kia nữa. Đức Phật chỉ là người trong một giai đoạn đó, Đức Phật đã làm với tất cả những gì cuộc trong khả năng và trong tâm huyết của một người trong thời đương thời đã thực hiện thành công và đã làm trọn vẹn điều đó. Nếu sau này chúng ta ứng dụng được nữa thì thành công nữa, nhưng mà rất tiếc là sau này Bà La Môn giáo đã lấn át do quá trình biến cố của đạo Hồi đã tàn sát Phật giáo tại Ấn Độ. Thì điều đó là những biến cố xảy ra, và điều đó nó là những quá trình diễn biến của lịch sử, nhưng đạo Phật vẫn phát triển và ảnh hưởng cho đến khắp tất cả mọi nơi. Như vậy ở đây đạo Phật tôi nói rồi, nó không có giới hạn. Ai ứng dụng được thực hành, được thành công, được tốt đẹp, được hạnh phúc, an vui, đó là việc của mọi người. Đức Phật không có gom chúng ta để trở thành một tổ chức, để trở thành một cái gì cả, mà Đức Phật chỉ là một người đem đến hạnh phúc, an vui, nếu ai biết có nhận điều đó mà thôi. Như vậy sự thực này, Đức Phật là một người thân của lịch sử, xuất hiện trên cuộc đời này với giai đoạn đó, hành động đó, sự thực không ai phủ nhận với Đức Phật điều này. Đó là một quy luật của cuộc đời. Vậy thôi nha. À, vậy là... Xưa kia thầy giảng rõ xin thầy giảng rõ về sự hiện hữu của địa ngục và thiên đàng. Hai nơi này là thật có, hiện hữu với kích thước hoặc nơi chốn, hay là chỉ trong chiêu cảm tâm thức của mỗi con người
xin Thầy nói cho chúng con biết được hai nơi thiên đàng và địa ngục trong đạo Phật. Cái điều này có tốc độ là các vị thiền sư và những người tu tập về tâm thì căn cứ vào khởi tâm mà để đánh giá người đó đang ở địa ngục hay là thiên đàng. Nếu một người sân tâm đang khởi thì cho đó là người đây đang sống trong địa ngục, tức là đánh giá vào trạng thái tâm lý để xác định người này thiên đàng hay địa ngục. Đó là về mặt căn cứ tâm thức trong một con người mà nói. Trên sự thực, nguyên tắc địa ngục hay thiên đàng, điều này là một cái có thật với tất cả những người còn tồn tại và chịu trách nhiệm về nhân quả. Nếu còn trách nhiệm về nhân quả, người này phải đọa địa ngục tương xứng với nhân mình gieo. Khi chúng ta không còn những điều này là khi con người giác ngộ hoàn toàn, cứ có nghĩa là tâm thức người này không còn sanh diệt trong 10 cõi này nữa. Người này hoàn toàn vắng lặng và cái nhìn này giống như tất cả thế giới là một cảnh Phật. Giống như điều này chúng ta đọc trong kinh Di Ma Cật, chúng ta thấy rằng có một vị Bồ Tát thắc mắc với cái ngài Di Ma như thế là nói là tại sao khi mà có Đức Phật thành Phật rồi thì tất cả mọi thứ đất đai gò nổng đều bằng hết, nhưng tại sao bây giờ tôi vẫn thấy núi gò sông hẳm hố như vậy vậy? Một vị Bồ Tát mới đứng ra, Di Ma mới trả lời rằng tại vì tâm ông vẫn còn sanh diệt của một chúng sinh, cho nên ông thấy rằng tất cả mọi thứ nó đều gò nổng, nhưng tâm của Như Lai hoàn toàn thanh tịnh, cho nên cuộc đất này bằng thẳng. Đó là những về mặt lý của tâm thức. Như vậy, dựa vào mặt lý, hoàn toàn khi người giác ngộ, người hoàn toàn vượt ra ngoài sự chi phối của nhân quả, người thành tựu tuệ giác tuyệt đối, thì tất cả ở nơi này tâm tịnh tức Phật độ tịnh, hoàn toàn không có địa ngục thiên đàng gì cả, trùm khắp là niết bàn, là hư không, là thanh tịnh. Còn trên phương diện tương đối, ai dám phủ nhận rằng không có địa ngục hay là không có địa cõi trời? Người nào nói ra như vậy trên phương diện tương đối của nhân quả, người đó làm sai giáo lý của Đức Phật. Tôi dám khẳng định điều này với bất cứ một ai học thuyết về Phật pháp bằng các cách chấp lý bỏ sự. Về căn cứ từ kinh điển nguyên thủy Phật giáo cho đến bây giờ, chúng ta phải thừa nhận Đức Phật đã nói từ kinh điển nguyên thủy là nơi chư thiên và thời Đức Phật còn tại thế dẫn thuyết pháp cho chư thiên nghe. Thế giới của chư thiên là thế giới phước báo và thế giới mà một chúng sinh còn nhiều nghiệp chướng như chúng ta không thể với tới được. Một con người một mắt phàm phu như chúng ta không thể nhìn thấy được. Như vậy một cảnh giới hoàn toàn phúc đức, và điều đó chỉ có những người có thiên nhãn và những người đắc đạo như Đức Phật hay là các thánh đệ tử hay những người chứng đắc thần thông sẽ biết và hiểu được điều này. Trên phương diện chúng ta chưa đủ sức để lên thiên đàng hay là chúng ta chưa có duyên nghiệp để vào địa ngục, thì ở đây chúng ta nhớ rằng kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng vẫn nói có hai lý do để một chúng sinh vào địa ngục. Thứ nhất là gì? Là nghiệp lực. Thứ hai là gì? Là nguyện lực. Hai lý do này để vào địa ngục. Nghiệp lực là phàm phu chúng sinh bị cột trói về nghiệp cảm, còn nguyện lực là một vị Bồ Tát hay là một vị thanh văn để nguyện vì cuộc đời để vào địa ngục độ chúng sinh. Như vậy ở đây chúng ta thấy căn cứ rất rõ ở chỗ là phương diện tương đối chúng ta còn bị chi phối tồn tại và theo nhân quả, thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là những cảnh giới hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp lực của chúng ta mà rơi vào. Thiên đàng là những cảnh giới của chư thiên mà thôi, tùy phước duyên chúng ta có thể tu tập như thế nào đó để sanh về lục dục thiên hay là trời vô sắc hay là trời sắc giới, tùy duyên nghiệp. Không phải nói trời là chúng giống nhau. Nếu chúng ta có phước đủ tứ thập thiên vương hay là dạ ma đâu sức quá lạc, hay là trong dục cõi lục dục, trong sáu tầng trời cõi dục, và chúng ta tu tập về thiền có thể về ở những cái cõi như tứ thiền thiên rồi tứ không thiền thiên vân vân, nhưng tất cả điều đó Đức Phật gọi là còn nằm trong tam giới. Mặc dầu tam giới nhưng vẫn là một cái phương thức để chúng ta tùy nghiệp mà thọ sanh, do tu do nghiệp gì đó, hoàn toàn trên vấn đề nhân quả. Nghiệp tất cả những cái địa ngục như thế này hoàn toàn tương xứng với nghiệp chúng ta. Nếu chúng ta mang tội bất hiếu, chúng ta sẽ đọa vào một địa ngục tương xứng với vô số người bất hiếu khác. Và như vậy chúng ta chỉ đọa vào trong một địa ngục nó gặp với những người là cùng vào nghiệp như ta. Một người không mang tội bất hiếu mà mang tội khác sẽ đọa vào một địa ngục tương xứng với cái người nghiệp đó mà không thấy được người địa ngục này. Cho nên ở phương diện địa ngục, tùy thuộc vào cái sự đọa của chúng sinh bao nhiêu là địa ngục nó tùy đó tăng hay giảm bấy nhiêu. Chúng ta đọc ở trong kinh Địa Tạng thấy rất rõ. Như vậy phương diện tương đối, đừng có chấp lý mà bỏ sự như thế này, chúng ta đọa địa ngục mà chúng ta không có hay. Những người nào tu nói lý
mà chúng ta thuộc về cái dạng là đầu mồm nói suốt trăm phần diệu mà dưới gót không ly một điểm trần, phải để ý điểm này. Nói kiểu giọng mà giọng thiên đàng, nhưng mà thật sự chúng ta có đủ phước để như thiên đàng hay chưa? Đó là điều chúng ta phải đặt vấn đề lại. Sự giải thoát không dựa trên học thuyết, giải thoát không dựa trên cái nói của chúng ta, cái giải thoát của chúng ta dựa trên kiểu tu hay không. Cho nên tôi có kể cho quý vị một cái chuyện này. Có một cái vị đó là Đạo Tinh Lành. Ông ta ông gặp đến một người Phật tử. Người Phật tử đã nói lại cho tôi, tôi đã giải cái đĩa hình như là tội và phước. Ông nói, anh ăn chay niệm Phật còn chi mà cho cực khổ, tôi ăn thịt chó tôi vẫn được lên thiên đàng. À, cái câu nó như vậy. Thì cái người Phật tử có đánh thưa thôi, tôi nói cái điều lên thiên đàng hay là xuống địa ngục vì đó không phải do cái miệng mà đi hay là không, không phải ai đó nói được hay không. Một người đó có thể phong tước tôi là tiến sĩ, thạc sĩ hay là ông Phật ông trời gì đó là cái việc miệng của người đó. Tôi có quyền tôi nói tôi thành Phật, thành Thánh, thành gì đó là cái miệng của tôi. Còn được hay không là nhân quả tu học của mỗi con người, chứ không phải dựa vào cái miệng. Cái miệng này có thể nói bất cứ cái gì. Cho nên trở lại vấn đề này, chư tổ đã từng dạy, thà chấp Phật hữu như núi Tu Di còn hơn là chấp không như hạt cát. Nếu chúng ta rơi vào trong chấp không để phủ nhận những điều này cho như là một lý, để những người trên phương diện tu hành chới với hay là cảm thấy xem thường về tính nhân quả, thì phải xét lại vấn đề chúng ta có khế cơ để nói pháp hay chưa. Đây là điều chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị trong cái câu này. A Di Đà Phật. Con có nói chồng con là đi chùa, đi nghe giảng, nhưng chồng con nói là còn trẻ, chưa già, chưa muốn đi tu, chưa chuẩn bị tinh thần, xin thầy cho lời chỉ dạy, cảm ơn thầy. Ở đây các vị có thể cho tôi lời giải thích được không? Này tôi nghĩ các vị cho lời giải thích được mà. Xin thưa với các vị, nếu các vị nào đã nghe cái đĩa tôi giảng tu là cội phúc, tôi đã có nói điều này rồi. Nhưng bây giờ với một câu hỏi này chú xin chúng, tôi xin trả lời một cách vắn tắt. Tu nghĩa là ban tặng hạnh phúc cho chính mình. Tùy góc độ mà khác nhau của một người nhận thức để tu. Như vậy ai không muốn hạnh phúc thì khỏi tu. Như vậy ở điểm này, người trẻ, người già, người gì chúng ta đều có cần hạnh phúc. Vì vận dụng tu hành không mang tính cách để trở thành một con người tu sĩ cho tôi, không mang cái nghĩa tu để từ bỏ hết tất cả những cái gì của gia đình, quên hết tất cả những chuyện của gia đình. Chúng ta hiểu như vậy là chúng ta bị cái ức tưởng cho một quá khứ, hay là những người đã từng cho các vị cái ý niệm tu hành như thế nào tôi không hiểu. Tu mang tính cách để thay đổi tất cả những gì xấu để trở thành tốt. Như vậy chúng ta có muốn thành tốt không? Chúng ta có muốn một người vợ tốt, một người chồng tốt, một người con tốt không? Như vậy ý niệm tu mà chúng ta nghĩ như thế này là chúng ta phải chưa hiểu được ý nghĩa của chữ tu. Vì vậy tu là mong cầu hạnh phúc. Hạnh phúc một trần gian là hạnh phúc giải thoát, tùy góc độ mỗi người. Nhưng trên căn bản ai cũng phải tu mới được. Nếu không tu chúng ta làm đau khổ cho nhau với bất cứ lý do gì. Vì vậy một người chồng nói như vậy vì người chồng chưa hiểu. Và một điều người nữa là người vợ chưa chứng tỏ được mình tu học để đem lại lợi ích và hạnh phúc như thế nào cho gia đình. Hai phương diện này cần phải đi rất rõ. Phương diện tương đối là như vậy. Phương diện cao hơn nữa là đời là vô thường, tu là không có hẹn. Hiểu được lúc nào, nắm bắt được lúc nào là tu ngay. Bởi vì trong cuộc đời vô thường, chúng ta không hẹn ở một mức độ nào. Ai nói mình tới 80 tuổi mới chết đâu? Các vị chắc không? Không ai chắc được điều đó. Cho đến phương diện hơn nữa là phải nhận thức được rằng đời vô thường, hiểu biết lúc nào là tu ngay lúc đó. Còn phương diện tương đối, tu là ban tặng hạnh phúc cho mình, ai cũng cần điều này, nên cần phải tu. A Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy, con có nhận thêm được 3 câu hỏi nữa, xin nhờ thầy giải nè. 6 giờ hết rồi thầy. Dạ, bây giờ mấy giờ chú? 5 giờ. Thưa các vị thì mấy giờ thì không biết, nhưng mà ở một mức độ tương đối thôi. Thật ra thì hôm nay đến nơi này và tôi giảng đến đây tôi cũng cảm thấy nó hơi đuối rồi.
tất cả là đồng ý là 5:30, tức là thêm 30 phút nữa. Ồ dạ. 30 phút nữa chắc thầy kêu chú ca quá. 45 phút nữa. Bây giờ thầy xin thưa thế này, những câu hỏi thầy trả lời vừa qua, các vị có cái những ý kiến bổ sung đóng góp gì ở phương diện nào trong những câu hỏi hay không ạ? À, A Di Đà Phật, chân thành cảm ơn các vị. Dạ, con xin đọc ba câu hỏi. Kính bạch thầy, nhà có gián mua thuốc bỏ để giết gián có tội không? Câu này giống như câu nãy. Kính bạch thầy, xin thầy giảng dạy cho con, khi con người sinh ra, nghiệp nó theo mình, tùy theo nghiệp ác hay thiện của mỗi người, do từ bao nhiêu kiếp vô thủy, nếu muốn giảm nghiệp ác của mình cần phải sám hối, có đúng không bạch thầy? Và câu hỏi chót, xin thầy giảng cho con hiểu lễ lương hoàng sám là gì, có ích lợi gì? Câu hỏi nào các vị cũng làm cho tôi hồi hộp quá. Mà tôi xin thưa một điều nha, tôi đi 5 tiểu bang rồi, chỉ có ở đây là hỏi đặc biệt nhất á. Cái câu nhà có gián á, thì nó giống như câu tôi trả lời nãy với các vị mà về cái làm chuột á, thì chúng ta khỏi trả lời tiếp. Xin thầy giải cho con, khi một người sinh ra, nghiệp nó theo mình, thì theo nghiệp ác hay nghiệp thiện của mỗi người, do từ bao nhiêu kiếp vô thủy, nhưng muốn giảm nghiệp ác của mình cần phải sám hối, có đúng vậy không? Trên câu trả lời một câu duy nhất, đúng, nhưng mà phải làm như thế nào? Và phải hiểu như thế nào? Còn trên cái câu hỏi như thế này, đúng là phải như vậy. Xin thưa với các vị, đứng về phương diện nghiệp ác để mà sám hối, chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật không thể làm đau khổ cho ai, ngược lại Đức Phật cũng không thể nào lãnh nghiệp của tất cả một ai. Đức Phật chỉ là một người thầy đứng ra để đủ tư cách để chứng minh, để giúp cho các vị sám hối bằng cách là các vị sám hối phải làm gì. Ý nghĩa sám hối trong đạo Phật nó không mang cái nghĩa giống như là rửa tội trong Thiên Chúa Giáo. Xin lỗi với các vị, ý niệm rửa tội trong Thiên Chúa Giáo mang tính cách là làm tất cả những điều sai phạm đó để rửa cho sạch tội đó và được Chúa tha thứ. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời theo quan niệm của Đức Phật, trên cuộc đời này không có ai, nếu xin lỗi các vị, ai mà có sức tha thứ tội lỗi và khổ đau hay là cứu chuộc tội khổ đau trên cuộc đời này. Xin thưa, tất cả chúng ta không có ai đau khổ cả. Nếu một người vĩ nhân đã làm được điều đó, hay là một Đức Chúa Trời, hay là một vị Phật mà có đủ sức làm được điều đó, xin thưa các vị, không để cho các vị phải lang thang đau khổ như thế này đâu. Mà người nào có đủ sức làm điều đó mà để với các vị còn lang thang như thế này, như vậy người đó chưa thật từ bi, chưa thật bác ái và chưa thật trở nên một người để thế giới này phải tôn trọng. Như vậy, trên căn bản tôi xin lỗi với các vị nào ở trong đây là những bạn mà về công giáo, tôi xin lỗi với các vị, đừng buồn hay đừng trách về điều này. Xin thưa, đây là một lời rất là thật, rất là chân thành, không mang tính cách là gì hết. Các vị có hiểu tôi như thế nào thì xin thưa các vị, tôi đồng xin lỗi với các vị, nhưng là sự thật, tôi phải nói sự thật. Về phương diện sám hối của đạo Phật, nó không mang cái nghĩa giống như vậy. Ý nghĩa sám hối của đạo Phật, nó được dịch là phiên âm từ chữ Phạn, đó là sám ma. Tào dịch hối quá. Và sám hối này được định nghĩa là sám, sám giả, sám kỳ tiền khiên. Hối, hối giả, hối kỳ hậu quá. Sám hối là ăn năn, tức là kiểm soát lại tất cả những hành động mình đã từng làm sai phạm về trước. Hối là tức là thay đổi tất cả những hành động mà mình đã biết mình sai từ khi mình hối lỗi đó trở về sau. Cho nên hồi nãy tôi nói với các vị, quan trọng nhất là mình biết cái gì đúng, biết cái gì sai đó. Là nãy tôi nói cái ý trong này. Trên cuộc đời này chúng ta có thể chưa thực hiện được, nhưng mà chúng ta biết nó sai thì có ngày chúng ta thực hiện được. Còn nếu chúng ta thực hiện được mà chúng ta ỷ lại ai sau lưng đó để bao che, chết chúng ta hồi nào chúng ta không hay. Ngay chỗ này chúng ta phải để ý. Như vậy trong học thuyết của đạo Phật, điều này
rất là quan trọng. Đức Phật không bao giờ nói là tôi có thể tha thứ tất cả. Xin thưa các vị, với lòng từ Đức Phật, Đức Phật tha thứ các vị từ lâu rồi, chứ không phải đợi các vị đến bảo Phật mà giải như thế này. Tha thứ lâu rồi, mà Đức Phật làm điều đó đã làm lâu rồi. Còn thiệt ra nghiệp cảm của chúng ta là ai làm phải lãnh lấy. Phật đưa ra phương thức để giúp chúng ta, chúng ta một phương thức ứng dụng phương thức đó với tất cả mọi người. Như vậy ý nghĩa sám hối trong đạo Phật, chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật ơi, con vừa rồi con phạm điều đó, con nói lời bất hiếu, con làm này kia đó, con xin ăn năn sám hối. Khi nói như vậy rồi có nghĩa là trở về nhà cứ làm tiếp thì điều đó không có ý nghĩa gì trong cái việc sám hối này. Đức Phật chỉ là một người chứng minh để chúng ta thấy rằng con đã hứa với Phật rồi thì suốt đời này con không bao giờ lặp lại. Và con sẽ đắp bù lại bằng cách là con đã lỡ với mẹ, bây giờ con phải bù đắp lại bằng cách nói lời yêu thương hiếu thảo để xóa đi những hành động sai lầm. Điều đó sám hối để hết tội. Ý nghĩa sám hối nó có như vậy. Cho nên ý nghĩa Đức Phật là một người quá ư là phước đức, một người quá ư là từ bi. Cho nên cái lực của Đức Phật đó, nó giúp cho chúng ta có đầy đủ cái tự tin về chính mình, về bảo đảm cái lời hứa này để giúp chúng ta hoàn thiện tốt hơn cho sự cải đổi ngày mai. Chúng ta hứa với một thằng nhỏ chúng ta dễ quỵt lắm, nhưng mà hứa với một người lớn chúng ta khó, đúng không? Như vậy hứa với Đức Phật lại càng vững mạnh hơn cho điều này nữa. Ý nghĩa này rất quan trọng. Cho nên khi chúng ta đã từng thấy rằng nghiệp trong đạo Phật đã gây tạo ra không bao giờ mất, tôi đã từng nói rồi. Nhưng mà làm sao hết được? Tôi nói nghiệp không có hết, mà nghiệp mang tính chất quá giải thôi. Vì vậy tôi mới giảng trong cái đĩa hóa giải nghiệp tiền kiếp, tôi đã nói rồi. Tôi cho các vị ví mụ một ly nước như thế này, hay là nói khác hơn như thế này, tôi dễ hình dung, tôi ôm một cái chuông như thế này, tôi hốt một nắm muối tôi bỏ vô đây với một cái chuông nước này, mặn không? Mặn. Cái nắm muối này tôi cho nó là ác nghiệp, cái nước trong chuông nó là thiện nghiệp. Như vậy làm sao để cho tôi cái vấn đề nắm muối này nó lạc đi? Đúng vậy. Đổ nước thêm muối nó có mất không? Mà tại sao? Nó loãng trong nước. Hết tội trong đạo Phật nó không mang cái nghĩa là mất cái nghiệp này đi, mà thiện nghiệp chúng ta tăng, chúng ta làm vô hiệu quả của cái nghiệp chúng ta đã gây về ác nghiệp. Thành ra cho nên sám hối là gì đó, cái câu gọi là gì, dứt ác làm lành. Đó đó, cái câu trong sám hối, đây là cái câu rất là mấu chốt. Sám hối để dứt cái điều đó, để chúng ta làm lành. Nếu chúng ta đổ nước mà chúng ta cứ thêm muối vô hoài, nó lỡ nó hết nặng không? Không thể được. Xin thưa các vị, sự thực trên cuộc đời này vậy. Sự tha thứ bao che hay không, vấn đề tôi không cần biết. Cái nào muối nhiều nó sẽ mặn, cái nào nước nhiều nó loãng, nước nhiều ít tùy. Bây giờ các vị đem cái nắm muối này các vị bỏ vô một cái phi, nó có mất muối không? Không, nhưng mà nó bớt mặn rất nhiều. Nếu chúng ta để vào một cái hồ lớn có ý nghĩa gì không? Nắm muối đó không có ý nghĩa gì hết. Tôi cho ví dụ nữa, cái cục gạch các vị là 5 kg. Nếu một trẻ em mà nó ôm cái cục gạch đó nặng hay nhẹ? Nặng. Lớn hơn 9-10 tuổi thì sao? Nhẹ hơn. Nếu chúng ta lớn hơn như các vị ở đây thì sao? Nhẹ hơn nhiều. Mà nếu là một lực sĩ thì sao? Các vị thấy rằng cục đá này nó không có thay đổi về trọng lượng. Nhưng mà sở dĩ nó nhẹ hay nặng là cái lực của mỗi con người. Thành ra ở trong đây vấn đề tu hành ác nghiệp và thiện nghiệp, sự còn và mất, nó mang một ý nghĩa như thế này. Cho nên chúng ta học và tu theo đạo Phật phải có cái nhìn chánh kiến, thấy rất rõ sám hối là để kiểm thảo, để an năn, để làm lành, để giúp cho lượng nước tăng trưởng, để hóa giải cái muối này, chứ không phải là sám hối cái muối này mất tiêu, không có ý nghĩa đó nha các vị. Đây là câu trả lời với các vị ở trong này. Lương hoàng sám là gì? Xin thưa với các vị, cái vấn đề các vị tổ chức cái khóa lễ lương hoàng sám thì các vị muốn hỏi về điều này để cho chúng ta có một cái khái niệm. Xin thưa các vị, thì tôi các vị hỏi tôi cũng nói thật lòng, xưa nay tôi không có cái cảm giác về bộ kinh này dữ lắm. Tôi chỉ có cảm giác nhiều về bộ kinh từ bi thủy sám với là sám hối thôi, bởi vì tôi thấy nó ngắn mình dễ làm, tại tôi lười biếng thì nên vậy. Xin thưa các vị, bởi vì một cái điều mà tôi có đọc trong lương hoàng sám á,
thì thật ra cái điều rất là hay. Nhưng mà các vị làm như trong Lưu Hoàng Sám thì các vị trở thành Phật rồi chứ không phải một chúng sinh mà đang sám hối nữa. Rất là chi ly, rất là tha thiết mà rất là đặc biệt, rất là tội, cũng rất là phước ở trong này. Nếu một người bình thường khi chúng ta đọc bản kinh này thì chúng ta tá hỏa hết chứ chúng ta không có đơn giản được. Tôi nói thật, nếu người từ xưa giờ chưa có hành trì, cho nên các vị đọc kinh này hành trì được như vậy rất là tốt. Nhưng mà tôi chỉ khuyên rằng đọc hành trì ở một phương diện nào có thể làm được thôi, còn cái làm chưa được đừng bận tâm quá, để về thấp thỏm trong lòng hoài sống không yên. Cái này là tôi nói trước. Sự thật có một cái bài Lưu Hoàng Sám này nó xuất phát từ thời vua Lưu Võ Đế. Đây là một cái câu chuyện mà nó được mấu chốt là sự hóa giải này là do Hòa Thượng Chế Công Hòa Thượng đã giúp cho Lưu Võ Đế đã hoàn thành được cái phương thức sám hối này. Và vì vậy cho nên vua Lương á, đã sám hối cái điều này cho Lưu Hoàng, là ông vua Lương đã làm cái lễ sám hối này gọi là Lưu Hoàng Sám. Các vị hiểu cái tựa chưa? Đại khái căn bản để sám hối cho một bà hoàng hậu như là Hi Thị hay gì đó, với tên đó đã gây cái tội nghiệp gì đó. Thì ở trong đây một cái bản kinh nó có xuất xứ từ đó, từ cái thời của Lưu Võ Đế, do Chế Công Hòa Thượng đã giúp cho vị vua này để làm cái lễ để siêu độ cho cái tội của bà, của hoàng hậu. Và nhờ cái công đức sám hối này và cái phước đức mà hồi hướng để tạo một tâm lực để chuyển hóa tâm bà, đã hóa giải được nghiệp chướng của bà để vãng sanh. Thì như vậy ở trong cái gốc gác của toàn bộ cái câu cái xuất xứ từ lễ Lưu Hoàng Sám này là nó có ý nghĩa như vậy. Hôm nay chúng ta học được những khóa lễ như thế này, chúng ta làm lễ là học theo cái gương của người xưa, học từ các vị tôn túc hòa thượng đã từng làm cái thời xưa, đã lập đàn, đã sám hối để cầu nguyện như thế như thế. Thì bây giờ chúng ta là người hậu học, chúng ta nói tiếp theo điều đó để chúng ta giúp cho mọi người học tu để hóa giải. Và khi chúng ta có đến học tu để dự khóa lễ này hóa giải, phải học tu ý nghĩa sám hối như tôi nói vừa rồi, chứ không mang nghĩa là lại cho nhiều người Đức Phật tha thứ cho sâu thì cái điều đó các vị lại phải có công đức. Nhưng mà cái điều được tha thứ hay không là tùy ở chỗ các vị ứng dụng mà hành trì. Như vậy thì ở phương diện mà cái câu mà Lưu Hoàng Sám này nó có ý nghĩa như vậy, và chúng ta cũng cần nên thực hiện tu học theo khóa lễ này để chi vậy? Để chúng ta biết được cái vấn đề là tội phước trong đó, biết được để cái gì làm được thì làm chưa được thì nguyện mai này sẽ làm. Nà, bây giờ tất cả nhưng mà đừng tha thứ cho mình. Mình làm sai cứ biết sai, có thể chưa có thể cải hóa được nhưng cứ biết đi. Đó, rồi một ngày nào đó chúng ta có thể thay đổi. Còn che lại mãi là chúng ta không có cơ hội để giải phóng chính mình, để giải phóng tâm thức ra khỏi những cái sự ràng buộc về cái ý niệm sai lầm này thì chúng ta không có nên, chưa chấp tội hoài thì không có tốt. Vì vậy cứ học tu, cứ đọc, cứ hiểu và tìm hiểu cái đó. Còn cái gì chưa hiểu hỏi lại ban tổ chức. Ai gì bạn mệt. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phần tham vấn tới đây là chấm dứt. Chúng con xin kính mời Đạo Hữu Minh Trí đại diện cho Chư Tôn Đức và Thánh Chúng có mặt ngày hôm nay lên cảm ơn và cúng dường Tam Bảo. Chúng con kính mời Chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng cùng đứng dậy trang nghiêm đảnh lễ Thầy và cúng dường Tam Bảo. Các vị đứng lại, tôi cũng phải đứng lên chứ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Giảng Sư, kính thưa toàn thể đại chúng, con xin được phép thay mặt cho các huynh đệ của Hội Phật Phật Học Quốc Tế đến đây để bày tỏ lòng tri ân của chúng con đối với Thầy Giảng Sư đã từ bi ban thời pháp và giải đáp những cái câu hỏi về Phật pháp rất là sâu sắc, rất là lợi ích lợi lạc cho tất cả hàng Phật tử của chúng con trong việc ứng dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày của chúng con.
Thì như thông lệ, tôi cũng mong xin mời kính kính mời thầy thằng tòa đi đại chúng an tòa. xin đọc lại là như là thông lệ, một thông lệ của hội Phật học Đức Tuệ. Hôm nay thì vì anh huynh trưởng Đặng Mật Nghiêm bị bệnh thật là trong nhiều thời gian dưỡng bệnh đó là không có đến đây, thì ta cũng còn xin thay được thay thế Mật Nghiêm và hội Phật học Đức Tuệ để mà nên có tỏ là cảm ơn thầy, thì để cũng để bày tỏ lòng tri ân của chúng con đối với thầy giảng sư, thì con xin như thông lệ thường thường thì anh Mật Nghiêm cũng có bài thơ để kính mời thầy hôm nay. Con cũng xin bắt chước tin bởi vì bài những lời pháp của thầy như lại những cái lời giải đáp về Phật pháp của thầy rất là con thấy rất là sâu sắc, rất là lợi lạc cho việc ứng dụng cái Phật pháp vào những sinh hoạt hàng ngày thường ngày của chúng con. Thành ra chúng con xin tặng một cái kính dân thầy một mấy bài thơ mà đây là bài ăn cơm quá cơm. Ăn cơm nhìn hạt cơm, cơm nhìn người mỉm cười. Trong người cơm có mặt, trong cơm có tâm người, không có loài bất động, cơm là bất động, cũng không vật hữu tình, đã là người hữu tình và bất động cùng là tướng chúng sanh. Đó là bài ăn cơm. Và sau khi ăn cơm rồi thì ăn cơm xong dọn chén, chén trước sạch nay dơ, xà bông là nước ngát, rửa chén sạch hết dơ, sạch dơ cùng nương tựa, tùy duyên thế khế lý cơ, rác hoa cùng tương tức, không sạch cũng không dơ, sạch dơ nào đối nghịch, dơ sạch một chân như. Nãy giờ tôi nghe tưởng đâu là thầy, nghe tưởng đâu là các vị thiền sư của hai cô của Nhật Bản đấy. Xin đại diện cho hội Đức Tuệ cũng như là cho toàn thể tín chúng ở đây đó, thì xin mình kính dâng cho thầy đây là cái món tịnh tài nho nhỏ để mà cung xin cúng dường Tam Bảo. Xin thầy Thầy Đạo Phật, thì chúng tôi cũng có ít lời. Trước hết là xin chân thành cảm ơn hội Phật học Đức Tuệ. Các mời các vị ngồi. Cảm ơn hội Phật học Đức Tuệ đã tạo mọi nhân duyên, mọi điều kiện tốt để cho chúng tôi có buổi nói chuyện với các vị trong cái buổi chiều hôm nay. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu. Chúng ta ở phương Tây, nơi cái cuộc sống thời gian rất là quan trọng, và cuộc sống chúng ta không phải rảnh để làm điều gì đó, mà chúng ta muốn làm điều gì phải tranh thủ để cố gắng mà làm. Tôi biết điều đó với tất cả các vị, và các vị đến đây rất là đông đủ. Điều đó tôi cảm thấy các vị đã hết lòng với chúng tôi, nói riêng trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Tất cả những gì đa ngôn thì đa quá, nói nhiều thì lỗi nhiều.
Vì vậy tôi hôm nay là người nói nhiều nhất. Vì vậy nếu nói nổi nhiều thì chắc là trong đó tôi cũng có những gì mà chưa phải, hay là còn giới hạn với khả năng và nhiều thứ của mình. Thì các vị cũng nghĩ trong cuộc đời ta tương đối, nên thông cảm, tha thứ và châm trước để chúng ta có thể gặp gỡ nhau trong một hạnh phúc và an vui. Một lần cuối cùng thì thật ra thì chúng tôi đi giảng từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ thật sự nhận tinh tài với cái cách như thế này. Đó là tinh thần. Các vị bằng tất cả tấm lòng các vị, không có phương tiện khác, nhiều khi các vị không có cơ hội gặp chúng tôi, hoặc là lý do nào đó, thành ra nhân cơ hội này các vị tập trung để lắng như một tạo một cái duyên lành, một phương tiện cho chúng tôi làm Phật sự. Nhưng ở một cái điều đơn giản như thế thì tôi cũng trân trọng tất cả những tấm lòng của các vị dành cho chúng tôi. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đây là một phương tiện. Còn nếu chúng ta thấy rằng Phật Pháp mà làm như thế này thì nó không được đẹp lắm. Tại vì chúng tôi thiết nghĩ một điều, những người làm Phật tử hay là tất cả các vị, dù là các vị trong hội Đúc Tuệ, đều dấn thân vì Phật Pháp trọn cuộc đời. Những người Phật tử đóng góp vào ngôi nhà Phật Pháp trọn cuộc đời, chứ không phải là một bữa như thế này. Chúng ta đó có nhu cầu về Phật Pháp, các thầy phải có trách nhiệm hoằng truyền chánh Pháp. Các thầy có nhu cầu về ăn uống áo mặc, các Phật tử cung phụng ăn uống áo mặc. Đây là vấn đề làm theo vai trò bổn phận của một bốn chúng đệ tử xuất gia, cho nó thích hợp, hòa nhịp. Chứ ở đây chúng ta không mang tính cách là nếu ai suy nghĩ giống như một sự thù lao thì rất là tội nghiệp cho những người truyền giáo. Và như thế nào, xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các vị tham dự hôm nay và có một phần chia sẻ nhiệt tình trong buổi này. Và xin chân thành cảm ơn Đức Tuệ, Hội Phật học Đức Tuệ. Chúc các vị càng ngày càng phát huy được vai trò và tài năng của mình trong mọi lĩnh vực để mở rộng Phật Pháp ở phương Tây. A Di Đà Phật. Dạ, xin mời toàn thể đạo tràng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh hiểu tròn thành Phật đạo. Mời các vị nghỉ chút.